Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 107. Diệp Quân gật đầu, hắn vỗ vai Phương Ngự, ta hiểu. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Hắn chỉ vừa xoay người đã biến mất khỏi vị trí ban đầu. Thấy cảnh này, Phương Ngự lập tức tỏ vẻ ngạc nhiên, đây là công pháp gì vậy? Lúc này, Thạch thống lĩnh kia dẫn một vài chấp pháp vệ lao ra ngoài, khi phát hiện đã không thấy Diệp Quân đâu, ông ta sững sờ, sau đó, ông ta nhìn Phương Ngự ở cách đó không xa, Dương Quân kia đâu? Phương Ngự lắc đầu, không biết. Đương nhiên hắn ta biết Diệp Quân đã đi tới điện chấp pháp để khiếu nại, nhưng hắn ta không muốn bán đứng Diệp Quân. Thạch thống lĩnh híp mắt lại, bắt lấy hắn ta. Vừa nói xong, mấy quan huyên vệ xông về phía Phương Ngự. Phương Ngự kinh ngạc, các người làm gì đấy, ta cũng đâu có làm trái quy tắc, các người. Nhưng cuối cùng hắn ta cũng không phản kháng. Đây là quan huyên vệ đấy. Nếu phản kháng, đối phương đổ bừa một cái tội, lúc đó không chỉ hắn ta mà cả phương tộc của hắn ta cũng sẽ gặp phải họa diệt tộc. Sau khi bắt Phương Ngự, sắc mặt Thạch thống lĩnh rất u ám, chắc là hắn ta đến điện chấp pháp để khiếu nại rồi. Đi thôi. Dứt lời, ông ta dẫn một vài cao thủ xoay người rời đi. Điện chấp pháp. Điện chấp pháp đương nhiên là chuyên hành pháp, có quyền lực rất lớn, có quyền giám sát và hành pháp với các bộ phận lớn. Diệp Quân nhanh chóng đến trước điện chấp pháp, bên cạnh điện có một cái trống khổng lồ, đây là quy định lúc trước, được gọi là trống chiêu tuyết. Nếu có oan khuất gì thì có thể gõ trống. Diệp Quân nhìn điện chấp pháp nguy nga này, hắn đi tới trước trống, sau đó cầm lấy chùy gõ mạnh một cái. Tùng! Một tiếng trống lớn vang vọng trong không gian. Hành động của Diệp Quân lập tức thu hút vô số ánh nhìn. Người qua đường trên phố phía xa đều quay đầu nhìn hắn bằng ánh mắt ngạc nhiên. Lúc này trong điện chấp pháp có một ông lão mặc áo choàng đen bước ra, ông lão nhìn Diệp Quân, đi theo ta. Dứt lời, ông ta xoay người rời đi. Diệp Quân đi theo ông ta. Diệp Quân nhanh chóng đi tới thiên điện cùng ông lão áo đen, ông lão ngồi trên ghế đầu nhìn về phía Diệp Quân, thấy Diệp Quân không thèm hành lễ thì nhíu mày, kiện cái gì? Diệp Quân đáp, kiện Thạch thống lĩnh quan huyên vệ thiên vị và gian lận. Kiện quan huyên vệ. Ông lão áo đen sửng sốt, sau đó nói, ngươi chắc chứ? Diệp Quân gật đầu, chắc chắn. Ông lão áo đen nhìn chằm chằm Diệp Quân, ngươi nói rõ xem. Diệp Quân gật đầu, kể lại những chuyện đã trải qua. Sau khi nghe thấy lời của Diệp Quân, sắc mặt ông lão áo đen lập tức trở nên nặng nề. Ông ta không ngờ chuyện này còn liên quan đến tộc Nạp Lan. Đương nhiên ông ta cũng hiểu những chuyện mờ ám giữa các vệ, vì chấp pháp vệ của điện chấp pháp cũng như thế. Rất nhiều vị trí đều đã được quyết định nội bộ. Ông lão áo đen nhìn Diệp Quân, lúc này ông ta như đang nhìn một người chết. Thách thức quy tắc của cấp trên. Việc này chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Lúc này, một thị vệ chợt bước nhanh đến bên cạnh ông lão áo đen. Nhỏ giọng nói mấy câu. Diệp Quân nhìn về phía thị vệ, đương nhiên nghe thấy đối phương vừa nói gì. Sau khi nói xong, thị vệ nhìn thoáng qua Diệp Quân, sau đó rời đi. Ông lão áo đen nhìn Diệp Quân, cất lời, người đợi ở đây. Ông ta đứng dậy rời đi. Trong đại điện chỉ còn lại một mình Diệp Quân. Diệp Quân chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đợi. Không lâu sau đó, một tiếng bước chân vang lên từ trong điện, Diệp Quân mở mắt nhìn sang, một người đàn ông trung niên đi tới vị trí đầu ngồi xuống. Người này không phải ai khác mà chính là Thạch thống lĩnh. Ông ta cười khẩy, bất ngờ không? Diệp Quân lắc đầu, cũng không. Thạch thống lĩnh nhìn chằm chằm Diệp Quân, người đấu với ta kiểu gì đây? Vừa nói xong, xung quanh chợt xuất hiện một vài quan huyên vệ, Nạp Lan cổ kia cũng có mặt, hắn ta nhìn chằm chằm Diệp Quân. Trong mắt tràn đầy sát khí, nếu không vì người trước mắt thì bây giờ hắn ta đã trở thành quan huyên vệ rồi. Một con kiến cũng dám thách thức quy định ư. Đúng là không biết lượng sức. Diệp Quân nhìn những quan huyên vệ xung quanh, hắn nhỏ giọng nói, tháp ra, ta cho rằng sau này thư viện quan huyên mới có thể xuất hiện hiện tượng mục nát, không ngờ bây giờ đã xuất hiện rồi. Tiểu tháp đáp, vào khoảnh khắc những người này có được quyền lực thì sự mục nát cũng đã xuất hiện theo rồi. Diệp Quân gật đầu, ta sơ suất rồi, cả mấy người tiểu ca cũng thế.
Hắn biết nếu không vì lần này mình chợt nổi hứng muốn một mình đến xem Thành Quan Huyên lúc này thì hắn hoàn toàn không thể phát hiện ra những chuyện này, mà người bên dưới cũng không thể nói những chuyện này với bọn họ. Hơn nữa thư viện Quan Huyên bây giờ đang không ngừng mở rộng ra bên ngoài, dưới tình huống này nhiệm vụ chính của nội các chắc chắn vẫn là đối ngoại, đối nội sẽ khá lỏng lẻo, cũng vì lý do đó nên nội bộ mới xuất hiện tình huống này. Diệp Quân thôi suy nghĩ, hắn nhìn về phía Thạch thống lĩnh, không phải ông muốn biết ta là ai à? Thạch thống lĩnh cười đáp, trước đó ta thật sự muốn biết cậu là ai, vì người bình thường hoàn toàn không dám làm như thế, cậu dám làm vậy chắc chắn là có chỗ dựa, nhưng bây giờ... Nói đến đây, ông ta nhẹ nhàng lắc đầu, bây giờ ta không muốn biết cậu là ai nữa, vì ta không có hứng thú với người chết. Trong lúc ông ta nói chuyện, mấy khí thế mạnh mẽ chợt xuất hiện trong đại điện. Thạch thống lĩnh nhìn chằm chằm Diệp Quân, giết hắn, có chuyện gì ta sẽ chịu trách nhiệm. Nghe thấy lệnh của Thạch thống lĩnh, mấy cao thủ lập tức lao về phía Diệp Quân. Hỗn xược. Lúc này, một tiếng giận dữ vang vọng trong đất trời, ngay sau đó, toàn bộ điện chấp pháp trở thành hư vô. Mấy người Thạch thống lĩnh đều ngơ ngác. Lúc này, cách đó không xa có một người phụ nữ đi tới, khi nhìn thấy cô, Thạch thống lĩnh lập tức hóa đá. Vì người này chính là Nạp Lan Ca. Phía sau Nạp Lan Ca còn có rất nhiều cao thủ đáng sợ đi theo. Đồng thời toàn bộ vũ trụ Quan Huyên cũng có vô số khí thế đáng sợ bay lên trời, lao thẳng đến điện chấp pháp. Người đàn ông kia trở về rồi. Người đàn ông đó quay trở lại rồi. Trong điện, nhóm Thạch thống lĩnh đã hoàn toàn chết lặng. Thế này là thế nào? Sao Nạp Lan các chủ lại tới đây? Sau khi nghi hoặc thắc mắc, Thạch thống lĩnh vội để Quan Huyên vệ quỳ xuống, run rẩy nói, bái kiến các chủ. Đầu ông ta đã áp sát đất. Nạp Lan Ca không để ý đến bọn họ, cô chậm chậm đi tới trước mặt Diệp Quân, dịu dàng nói, huynh đã về. Nạp Lan Ca hôm nay mặc chiếc váy dài màu trắng, bụng dưới nhô lên, trên dung nhan tuyệt thế có thêm khí chất mẫu tử trước đây không có. Vẻ mặt Diệp Quân dần bình thường trở lại, hắn kéo tay Nạp Lan Ca. Cười khẽ ừm. Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt Diệp Quân, con người Thạch thống lĩnh co rụt lại, người ông ta mềm nhũn rồi ngất xỉu. Còn Nạp Lan cổ kia tuy không bất tỉnh nhưng cũng ngã quỵ dưới đất, mất kiểm soát. Những Quan Huyên vệ còn lại cũng tái mặt, gục xuống đất. Diệp Quân. Chủ của vũ trụ Quan Huyên hiện tại. Diệp Quân không để ý đến Thạch thống lĩnh đã ngất xỉu và Nạp Lan cổ, hắn dắt Nạp Lan ca từ từ đi ra ngoài. Khi đi ra ngoài, lúc này, đông đảo cường giả đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh nói, bái kiến viện trưởng. Âm thanh như sấm, vang vọng chín tầng mây. Diệp Quân mỉm cười nhẹ, đứng lên hết đi. Các cường giả từ từ đứng dậy, bọn họ nhìn Diệp Quân với vẻ cực kỳ kích động. Diệp Quân. Thật ra, nhóm cường giả này rất xa lạ với kiếm chủ nhân gian, dù sao năm xưa kiếm chủ nhân gian ngủ say rất lâu, hơn nữa trong số những cường giả này. Đa phần đều do Diệp Quân và nhà Nạp Lan bồi dưỡng, còn một số người được Diệp Quân tuyển về từ bên ngoài, vì thế họ thân thiết với Diệp Quân hơn. Nhưng Diệp Quân ở ngoài quanh năm, rất ít khi ở vũ trụ Quan Huyên, bởi thế rất nhiều cường giả mới gia nhập thư viện Quan Huyên vẫn chưa biết hắn, có một số cường giả khi nhìn Diệp Quân đều lộ rõ sự tò mò. Diệp Quân đột nhiên quay đầu nhìn sang một bên, ở đó có một cô gái mặc áo trắng đứng mãi phía sau, chính là An Khinh Hàn. Mặc dù cô ấy là người đứng đầu võ viện, hơn nữa còn là thiên tài xuất chúng, nhưng trong dịp hôm nay, cô ấy cũng chỉ có thể đứng ra phía ngoài, bởi vì hầu hết những người bên cạnh Nạp Lan Ca đều là nhân viên cốt cán hàng đầu của vũ trụ Quan Huyên và Tiên Bảo Các. Những người này hoặc là bản thân họ đã cực kỳ đáng sợ, hoặc là thế gia sau lưng họ cực kỳ đáng gờm, chẳng hạn như các tông môn thế gia Chấn Tộc Kiếm Tông. Thấy Diệp Quân nhìn lại, An Khinh Hàn cười khẽ. Diệp Quân cười bảo, cô phát hiện ra thân phận của ta à? Hắn không thông báo cho Nạp Lan Ca, rõ ràng là có người phát hiện ra thân phận của hắn, cũng chỉ có thể là An Khinh Hàn thôi. Nghe câu hỏi của Diệp Quân, An Khinh Hàn từ tốn bước ra, sau đó hành lễ phải. Diệp Quân hơi tò mò, sao cô phát hiện ra được? An Khinh Hàn xòe tay ra, giữa đầu mày của cô ấy có một lồng kiếm ý chậm rãi bay ra, rơi vào lòng bàn tay cô ấy. Nhìn thấy luồng kiếm ý này, Diệp Quân bật cười,
đây là luồng kiếm ý hắn để lại cho An Khinh Hàn lúc trước, hắn không ngờ nguyên nhân lại là do luồng kiếm ý này. Diệp Quân xòe tay ra, luồng kiếm ý ấy bay vào trong tay hắn, kiếm ý hơi rung lên, hắn mỉm cười, thầm nhẩm niệm, luồng kiếm ý đó lập tức biến hóa. Sau đó, Diệp Quân đưa luồng kiếm ý đã thay đổi cho An Khinh Hàn, hy vọng nó có thể giúp ích cho cô. Nghe vậy, An Khinh Hàn lập tức quỳ xuống, đưa hai tay cung kính nhận lấy luồng kiếm ý ấy, trong lòng rất kích động. Đối với cô ấy, Diệp Quân giống như một người thầy. Diệp Quân lại nhìn ông lão cách Nạp Lan Ca không xa, cười bảo, Trương lão, lâu rồi không gặp. Trương lão cười, công tử về là tốt rồi. Diệp Quân mỉm cười, hắn nhìn thấy rất nhiều người quen thuộc, nhưng lúc này hắn không thể chào hỏi hết từng người được, bởi vì xung quanh vẫn còn vô số cường giả đang tới, thành Quan Huyên đã loạn hẳn rồi. Diệp Quân nắm tay Nạp Lan Ca, mỉm cười, chư vị giải tán đi thôi. Dứt lời, hắn đã đưa Nạp Lan Ca biến mất tại chỗ. Các cường giả bắt đầu rút lui một cách có trật tự. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Việc Diệp Quân về thư viện Quan Huyên nhanh chóng lan rộng khắp vũ trụ Quan Huyên như ôn dịch. Trong điện Quan Huyên. Hôm nay điện Quan Huyên rất yên tĩnh, chỉ có Diệp Quân và Nạp Lan Ca. Diệp Quân ngồi ở cửa đại điện, Nạp Lan Ca ngồi trong vòng tay hắn, hai tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve bụng của cô, hắn khẽ nói, sao nhóc con này vẫn chưa ra đời thế nhỉ? Nạp Lan Ca mỉm cười, sắp rồi. Nói rồi cô nắm ngược lại tay Diệp Quân. Nhẹ nhàng bảo, muội nghe nói gần đây huynh đến một nơi gọi là nền văn minh thiên hành đúng không? Diệp Quân gật đầu, sau đó nói ngắn gọn cho Nạp Lan Ca về một số chuyện đã xảy ra với mình thời gian này. Sau khi nghe Diệp Quân kể, Nạp Lan Ca ngẩng đầu nhìn nơi sâu trong tinh không vũ trụ, nhẹ nhàng cất lời, vũ trụ Quan Huyên ta cũng chỉ là một hạt cát trong vũ trụ bao la rộng lớn này thôi. Diệp Quân gật đầu, vũ trụ rất lớn, vô cùng vô tận. Có lẽ cô và cha có thể nhìn xuống cả vũ trụ này, tiếc là họ không đưa huynh đi chơi cùng. Nghe vậy, Nạp Lan Ca bật cười, nhưng nghĩ tới điều gì, cô quay đầu nhìn Diệp Quân, chuyện của Thạch thống lĩnh. Diệp Quân nói, huynh biết chắc chắn là muội không biết chuyện. Nạp Lan Ca gật đầu, thời gian này nội các đang bận tập trung đối ngoại, bởi vì cứ cách một thời gian lại sẽ có một vài thế lực vũ trụ tới đầu hàng. Nói rồi cô nhìn Diệp Quân. Cười khẽ, đây đều là công lao của huynh đúng không? Diệp Quân cười, vất vả rồi. Nạp Lan Ca lắc đầu, muội chỉ hơi lo lắng thôi. Diệp Quân nói, lo địa bàn thư viện Quan Huyên ngày càng rộng lớn à? Nạp Lan Ca gật đầu, đúng thế. Diệp Quân gật đầu, vấn đề này huynh cũng suy nghĩ mãi. Huynh có một ý này, đó là quản lý theo khu vực, bởi vì mỗi nền văn minh vũ trụ đều không giống nhau. Nếu tập hợp lại một chỗ ắt sẽ loạn. Đây là điều hắn đã thảo luận với Chu Phạn ngay từ đầu, mỗi vũ trụ có tông môn và thế gia khác nhau, phong tục của mỗi nền văn minh cũng khác nhau, cưỡng ép tập hợp lại một chỗ chắc chắn sẽ có vấn đề, cách tốt nhất là quản lý theo khu vực. Đương nhiên vấn đề cốt lõi là thư viện Quan Huyên phải đủ mạnh, quyền uy không đủ thì cả vũ trụ sẽ sụp đổ ngay, và cũng sẽ hoàn toàn trở nên hỗn loạn. Nạp Lan Ca gật đầu, cách này của huynh cũng được. Đúng là cần chia ra quản lý theo khu vực, nếu không các thế lực lớn tập hợp sẽ xảy ra rất nhiều vấn đề. Hơn nữa tài nguyên của mỗi vũ trụ có hạn, mà thành Quan Huyên hiện tại cũng đã rất đông đúc rồi. Diệp Quân gật đầu, đến lúc đó đặt ra điều lệ, sau đó để nội các thảo luận xem nên phân chia vũ trụ như thế nào. Nạp Lan Ca gật đầu, được. Nói rồi cô nhìn Diệp Quân, vậy chuyện của Thạch thống lĩnh và tộc Nạp Lan. Diệp Quân bình tĩnh nói, nghiêm phạt, nghiêm trị. Nạp Lan Ca gật đầu, đã hiểu. Hai người lâu ngày không gặp đương nhiên phải làm những chuyện mình thích, may đều là người tu luyện nên cơ thể khỏe mạnh hơn người bình thường, vì thế chỉ cần không quá kịch liệt thì cũng không có vấn đề gì lớn. Vì là nội dung tế nhị nên xin lược bỏ phần miêu tả chi tiết. Ngày hôm sau, Phương Ngự được một ông lão đưa tới một gian đại điện, gã hơi sửng sốt, sau khi bị bắt. Gã biết mình đã xong đời. Nhưng khi gã đã chờ chết thì không ngờ, ngày hôm sau ông lão này lại tới trước mặt gã, sau đó đưa gã đến gặp một người. Gặp ai? Phương Ngự đầy thắc mắc. Khi vào đại điện, Phương Ngự nhìn thấy Diệp Quân, khi thấy Diệp Quân,
gã vui mừng khôn xiết, Dương huynh. Khụ. Ông lão bên cạnh nhắc nhở, là viện trưởng. Viện trưởng. Nghe lời ông lão nói, Phương Ngự như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng. Diệp Quân cười gọi, Phương huynh. Phương Ngự hoàn hồn, vô thức muốn quỳ nhưng được một luồng sức mạnh mềm mại đỡ lấy. Diệp Quân cười nhẹ, không cần làm vậy đâu. Phương Ngự do dự một lúc mới bảo, Dương, Diệp viện trưởng. Đương nhiên gã rất kích động, đây là viện trưởng thư viện Quan Huyên trong truyền thuyết, đừng nói vị trước mắt này, ngay cả ông lão không biết tên đang đứng cạnh gã đây thôi, một cái liếc mắt là có thể diệt nhà họ Phương của gã vạn lần ngay. Diệp Quân cười bảo, vẫn cứ gọi ta là Dương huynh đi. Nhà ta vốn họ Dương, không gọi sai đâu. Phương Ngự vẫn hơi do dự. Diệp Quân đi tới trước mặt gã, vỗ vai gã cười nói, đừng gò bó quá. Thấy Diệp Quân thân thiện dễ gần như vậy, Phương Ngự cũng thả lỏng một chút rồi bảo, Dương huynh. Ông lão bên cạnh nhìn Phương Ngự không nói gì, cung kính lui sang một bên. Diệp Quân cười ha hả, lấy ra hai bình rượu đưa cho Phương Ngự một bình, chúng ta nói chuyện đi. Thấy Diệp Quân không hề ra vẻ, Phương Ngự cũng hoàn toàn thả lỏng. Cười đáp, được. Hai người ngồi trò chuyện ở cửa đại điện, Diệp Quân hỏi những chuyện bên dưới, bởi vì hắn biết rõ chỉ có người ở tầng lớp thấp như Phương Ngự mới biết rõ những chuyện và quy tắc đen tối. Phương Ngự không giấu giếm gì, bởi gã biết vị Dương huynh này đang định cải cách. Hai người trò chuyện cả mấy canh giờ. Ông lão ở bên cạnh thì im lặng ghi chép. Khi trời gần sáng, Diệp Quân đứng dậy nhìn Phương Ngự cười bảo, Phương huynh. Tháng sau Quan Huyên vệ sẽ tổ chức thi lại, huynh về chuẩn bị đi, đến lúc đó lại tới. Yên tâm, lần này sẽ không có những chuyện hỗn loạn đó đâu. Phương Ngự vội ôm quyền, được. Diệp Quân cười, gặp lại sau nhé. Phương Ngự cũng cười, hẹn gặp lại Dương huynh sau. Thấy Phương Ngự rời đi, Diệp Quân khẽ nói, Trương lão, ta có mục tiêu rồi. Trương lão nhìn Diệp Quân. Diệp Quân khẽ cười, ta hy vọng một ngày nào đó dưới vũ trụ Quan Huyên ta, tất cả người trẻ tuổi đều có thể tràn đầy hy vọng về tương lai, chúng ta không thể khiến những người trẻ tuổi cảm thấy thất vọng với thế giới này được. Trương lão nhìn Diệp Quân, dần dần ông ta nở một nụ cười. Sau khi Phương Ngự rời khỏi đại điện thì lên đường về Ung Châu, bởi vì phải về chuẩn bị, mà gã còn muốn dẫn thêm nhiều con cháu nhà họ Phương tới tham gia cuộc sát hạch tháng sau hơn nữa. Vì có trận pháp dịch chuyển nên từ vũ trụ Quan Huyên về Ung Châu rất nhanh, chưa tới một khắc đồng hồ. Nhà họ Phương. Vừa về đến nhà họ Phương, nhóm con cháu nhà họ Phương đã vây quanh, người đàn ông mặc áo bào truyền thống đi đầu cười nói, Ngự ca, nghe nói viện trưởng đã về. Có thật không? Phương Ngự cười đáp, là thật. Người đàn ông vội bảo, huynh có gặp ngài ấy không? Có gặp không? Những con cháu khác của nhà họ Phương cũng nhìn Phương Ngự đầy mong chờ. Phương Ngự chần chừ một chút rồi nói, gặp rồi, không chỉ đã gặp, ta còn uống rượu với ngài ấy cơ. Người đàn ông chớp mắt, huynh uống rượu với viện trưởng á. Phương Ngự gật đầu, không chỉ uống rượu, chúng ta còn xưng huynh gọi đệ nữa kìa. Người đàn ông lưỡng lự rồi bảo, Ngự ca, nếu huynh còn bốc phét nữa thì huynh đệ ta không nói chuyện với huynh nữa đâu. Phương Ngự, uống rượu với viện trưởng. Xưng huynh gọi đệ. Nghe Phương Ngự nói thế, các con cháu nhà họ Phương đều cảm thấy là Ngự ca uống nhiều rượu giả quá nên sinh ra ảo giác. Thấy vẻ mặt mọi người, Phương Ngự biết họ không tin nên nghiêm túc bảo, thật mà. Người đàn ông trước mặt hắn ta do dự một chút rồi bảo, Ngự ca có cần ta mời đại phu tới khám cho huynh không? Sắc mặt Phương Ngự tối sầm, Phương Đường. Đầu óc ta không có vấn đề gì hết. Này này, đừng đi mà, ta thật sự. Tộc Nạp Lan. Ngày hôm nay, Nạp Lan ca trở về tộc Nạp Lan. Tất cả các trưởng lão cốt cán của tộc Nạp Lan đều đã tập trung trong đại điện, ai nấy đều hơi thấp thỏm bất an. Rõ ràng họ đã biết mọi chuyện. Lúc này Nạp Lan ca chậm rãi đi vào đại điện, vừa vào, tất cả trưởng lão đều vội vàng cung kính hành lễ. Tộc trưởng Nạp Lan danh mặc dù không hành lễ nhưng cũng từ từ đứng dậy, đương nhiên bây giờ ông ấy đã biết con gái mình đang nắm trong tay quyền lực đáng sợ cỡ nào. Thực lực của cô có thể không mạnh lắm, nhưng cô có thể điều động vô số cường giả mạnh tới.
Muốn tiêu diệt một thế lực hàng đầu, cô chỉ cần nói một câu là được. Nạp Lan Ca chậm rãi đi tới trước mặt Nạp Lan Danh, mỉm cười, phụ thân ngồi đi. Nạp Lan Danh do dự rồi vẫn ngồi xuống. Nạp Lan Ca cũng ngồi xuống, co nhìn các trưởng lão đang có mặt, bị cô nhìn, các trưởng lão tộc Nạp Lan đều né tránh, không dám nhìn cô. Nạp Lan Ca khẽ mỉm cười, các vị trưởng lão cũng ngồi đi. Thấy Nạp Lan Ca như vậy, các trưởng lão càng thêm bất an. Nạp Lan Ca tiếp tục nói, các vị trưởng lão, hôm nay ta tới không phải để nói chuyện đúng sai với mọi người, chỉ đơn giản là tới tán gẫu cùng mọi người thôi. Bởi vì thời gian này ta vẫn luôn ở Tổng viện của Thư viện Quan Huyên và Tổng các của Tiên Bảo Các, rất ít khi về đây nên cũng hơi xa cách với mọi người. Lúc này, đại trưởng lão của tộc Nạp Lan đứng ra, cung kính hành lễ rồi nói, tiểu ca, chuyện này chúng ta đã biết sai rồi. Nạp Lan Ca cười, đại trưởng lão, ông cứ nghe ta nói hết trước đã. Đại trưởng lão chần chừ rồi vẫn gật đầu, về lại chỗ của mình. Nạp Lan Ca tiếp tục nói, ta biết vì ta nên dù là thư viện hay tiên bảo các đều sẽ tạo điều kiện cho tộc Nạp Lan của chúng ta rất nhiều, thậm chí còn phá lệ, phạm pháp vì tộc Nạp Lan. Nói đến đây, cô nhìn các trưởng lão, các vị thúc thúc bá bá, mọi người nên biết rõ vì tộc Nạp Lan đã như vậy nên các thế gia và tông môn bên dưới chắc chắn sẽ làm theo. Giống như lần này, nếu không có tiểu quân, ta vẫn sẽ không biết cuộc tuyển chọn quan huyên vệ nho nhỏ còn chưa bắt đầu mà thành viên đã được các thế gia và tông môn chọn trước, đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm thôi, thế mới thấy đáng sợ nhường nào. Các trưởng lão trong điện đều không dám lên tiếng. Những năm qua, là người tộc Nạp Lan nên họ đã nhận được rất nhiều ưu đãi, dù đi đến đâu, người khác cũng sẽ nể mặt họ đôi phần. Cũng may Nạp Lan Danh đã thắt chặt kỷ cương của người trong tộc từ sớm, nếu không sẽ còn kinh khủng hơn. Nạp Lan Ca nói tiếp, thư viện ngày càng lớn, sẽ ngày càng có nhiều nền văn minh vũ trụ gia nhập vào thư viện, nếu tộc Nạp Lan ta không thể làm một tấm gương tốt, vậy tông môn và thế gia bên dưới sẽ học theo như vậy. Cứ thế, thư viện Quan Huyên và Tiên Bảo Các chắc chắn sẽ mục nát đến tận xương tủy, khi ấy, đừng nói là tiểu quân, dù là ta thì cũng sẽ vì đại nghĩa mà không quản người thân. Vì đại nghĩa mà không quản người thân. Nghe lời này của Nạp Lan Ca, tất cả trưởng lão trong tộc Nạp Lan đều biến sắc. Lúc này, Nạp Lan Danh khẽ thở dài bảo, tiểu ca, thật ra chuyện này là lỗi của ta cũng biết một chút những chuyện này. Bởi vì ta cảm thấy đệ tử trong tộc ra ngoài làm việc cũng không phải chuyện gì xấu, chỉ là không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến mức này. Suy cho cùng vẫn là chúng ta chưa đủ nhận thức, thiếu hiểu biết nên mới gây ra phiền phức cho con. Những trưởng lão còn lại cũng vội đứng ra nhận lỗi. Nhiều năm qua, Nạp Lan Ca phụ trách Tiên Bảo Các và Thư viện Quan Huyên, thủ đoạn đã không còn như trước, bọn họ thật sự sợ cô. Nạp Lan Ca bỗng nói, ta có một ý tưởng. Những trưởng lão còn lại mau chóng im lặng. Nạp Lan Ca nói tiếp, bắt đầu từ hôm nay, tất cả đệ tử của tộc Nạp Lan sẽ không còn được đối xử đặc biệt nữa. Các trưởng lão sững sờ. Nạp Lan Ca nhìn mọi người, muốn vào Tổng viện Thư viện thì phải tự cố gắng, vào bằng thực lực. Không chỉ tộc Nạp Lan mà bắt đầu từ hôm nay, sau này các tông các tộc đều không còn được bất kỳ ưu đãi nào nữa, đệ tử của tất cả các tông môn thế gia đều phải cạnh tranh công bằng. Trên mặt mọi người đều lộ vẻ cay đắng, bình thường được đối xử đặc biệt đã quen, bây giờ đột nhiên không còn những ưu đãi đó nữa, dương nhiên họ không thích ứng được, cũng thấy không thoải mái, chỉ là họ cũng không dám thể hiện ra. Nạp Lan Ca chậm rãi đứng dậy bảo, các vị thúc thúc bá bá, tộc Nạp Lan ta cần thiên tài và yêu nghiệt thực thụ chứ không phải những kẻ bất tài vô dụng. Hơn nữa các vị thúc thúc bá bá phải hiểu rõ thế nào là đại cục, phải hiểu rốt cuộc tiểu quân muốn làm gì. Tộc Nạp Lan muốn trường tồn, muốn được thực sự trọng dụng thì phải theo sát bước chân tiểu quân, làm việc cho huynh ấy, chứ không phải ngày ngày chỉ nghĩ đến những lợi ích nhỏ, mọi người hiểu không? Câu nói cuối cùng đột nhiên cô nhấn mạnh hơn khiến các trưởng lão đang có mặt đều rùng mình. Nạp Lan Ca chậm rãi đứng dậy, đi ra ngoài, khi đi tới cửa, đột nhiên cô dừng lại bảo, các vị thúc thúc bá bá, tộc Nạp Lan ta không nên có tầm nhìn hạn hẹp như vậy. Nói xong cô rời khỏi đại điện. Các trưởng lão trong điện đều im lặng. Lúc này, Nạp Lan Danh bỗng khẽ thở dài, tiểu ca thất vọng về chúng ta rồi. Vẻ mặt các trưởng lão tộc Nạp Lan đều ảm đạm, buồn bã. Nạp Lan Danh nói tiếp, đặc quyền, ai mà không muốn chứ?
mọi người đều muốn có, nhưng có lẽ mọi người đều nhìn ra được lần này Tiểu Quân rất tức giận, Thạch thống lĩnh và Nạp Lan cổ kia đúng là điên rồ, không ép buộc được thì đòi giết người diệt khẩu. Nói đến đây, ông đập mạnh tay phải xuống bàn, chiếc bàn lập tức hóa thành bột mịn. Giết người diệt khẩu. Nghe vậy, các trưởng lão trong điện đều kinh hãi, bởi vì lúc này họ mới nhớ ra Nạp Lan cổ cũng tham gia vào. Lúc này, một ông lão tóc bạc đứng ra, run rẩy nói, tộc trưởng, Tiểu Cổ. Nạp Lan cổ là cháu trai của ông ta. Nạp Lan danh nhìn ông ta, hắn ta muốn giết chết Tiểu Quân. Các trưởng lão khác đều nhìn ông ta bằng ánh mắt lạnh lùng. Người ông lão tóc bạc rung lên, một giây sau, vẻ mặt ông ta trở nên dữ tợn, lão tử không có đứa cháu trai này. Nếu lúc này tộc Nạp Lan vẫn bảo vệ Nạp Lan cổ thì thật sự sẽ tự diệt vong. Hành vi này thực sự quá tệ. Nạp Lan danh thở dài, chú trưởng lão, chẳng lẽ ông không phát hiện ra sao? Chuyện này đã vượt ngoài khả năng kiểm soát của nhà Nạp Lan ta. Đừng nói là Nạp Lan cổ, lần này những con cháu khác của nhà Nạp Lan có lẽ cũng sẽ bị giết gà dọa khỉ, vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp, giết người diệt khẩu, đủ điều điên rồ. May mà lần này nhà Nạp Lan không ủng hộ Nạp Lan cổ, nếu không ông có tin là lần này nhà Nạp Lan sẽ không chỉ bị tước mọi đặc quyền mà còn trực tiếp thanh lý môn hộ luôn không? Nghe thấy lời Nạp Lan danh nói, các trưởng lão trong điện đều thấy sợ hãi. Đúng thế, nếu nhà Nạp Lan nhúng tay vào chuyện này nhiều hơn chút nữa thì lần này nhà Nạp Lan sẽ chết chắc. Chuyện lần này rất lớn, đầu tiên là ngoại vệ quan huyên vệ phải loại bỏ hoàn toàn, không chỉ vậy còn phải tìm hiểu lại những chuyện bất công trước đây, những người đã gia nhập quan huyên vệ đều phải kiểm tra lại, mà Nạp Lan cổ và thạch thống lĩnh của nhà Nạp Lan cùng với những quan huyên vệ ra tay lúc đầu đều bị giết hết. Trong đó, điện chấp pháp bị thanh tẩy hoàn toàn, từ trên xuống dưới. Tội danh của tất cả mọi người đều bị công bố trước công chúng, những người bị điều tra ra gia nhập các bộ môn dựa vào quan hệ đều bị hủy bỏ tư cách, phải tham gia thi lại. Hành động này của Diệp Quân nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người, nhất thời, cả vũ trụ quan huyên đều vỗ tay hoan hô, bao gồm cả những người ở tầng lớp thấp. Vì đại nghĩa mà không quản người thân. Vị viện trưởng này thật sự giúp đỡ người ở tầng lớp thấp. Mà khi biết tháng sau các bộ môn sẽ tuyển người mới, các thiếu niên thiên tài từ các châu lớn hay các thế giới khác đều đổ xô đến thành quan huyên chỉ trong một đêm. Diệp tộc. Diệp Tiêu ngồi ở vị trí đầu tiên, hai bên phía dưới ông là các trưởng lão của nhà họ Diệp. Sắc mặt các trưởng lão đều hơi khó coi. Mặc dù Diệp Vân không tham gia vào vụ giết người diệt khẩu, nhưng nhà họ Dương cũng như nhà Nạp Lan, bị vô số người để mắt. Diệp Tiêu nhìn mọi người rồi bảo, bắt đầu từ hôm nay, tất cả sự đối xử đặc biệt của nhà họ Diệp ta đều sẽ bị hủy bỏ. Một trưởng lão trần chờ rồi nói, tộc trưởng, Tiểu Quân. Diệp Tiêu khẽ thở dài, lần này cuối cùng ta cũng đã hiểu rõ Tiểu Quân muốn làm gì rồi. Thằng bé thật sự định thay đổi thế giới vũ trụ này, sau này cho dù nhà họ Diệp không thể giúp được nó thì cũng không thể thêm phiền phức cho nó, khiến nó khó xử. Bắt đầu từ hôm nay. Trưởng lão các ông phải quản lý kỷ luật con cháu của mình, dù là quan huyên vệ hay thư viện, nhất định phải dựa vào năng lực của mình để phấn đấu. Các trưởng lão đều khẽ thở dài. Diệp Tiêu nhìn mọi người, đừng thở dài nữa, nhà họ Diệp có thể đi tới ngày hôm nay đã là tổ tiên phù hộ độ trì lắm rồi. Các ông phải biết dù sao Tiểu Quân cũng không phải người của nhà họ Diệp chúng ta, nếu nhà họ Diệp ta không biết điều thì đến cuối cùng sẽ hết duyên nợ, giống như nhà họ An lúc trước đấy. Suýt nữa thì bị xóa sổ, chúng ta phải coi đó làm bài học. Các trưởng lão vội gật đầu, nhà họ An năm xưa là hoàng thân quốc thích, sau này đã suýt chút nữa bị diệt tộc. Diệp Tiêu nhìn ra bên ngoài, nhẹ giọng nói, năng lực của chúng ta không đủ để giúp nhiều cho Tiểu Quân, điều chúng ta có thể làm là không mang lại phiền toái cho thằng bé. Diệp Quân không quản chuyện của điện chấp pháp và quan huyên vệ, hắn giao hết cho Nạp Lan ca xử lý. Hắn tin rằng cô sẽ giải quyết tốt. Còn hắn thì đi tới một tinh không, không xa trước mặt hắn có một tòa đại điện. U Minh Điện. U Minh Điện cũng được coi là của thư viện quan huyên, nhưng người ở U Minh Điện lại rất ít. Diệp Quân chậm rãi đi tới cửa U Minh Điện, vừa đến cửa đã có một cô nhóc bất chợt chạy ra từ bên trong, ngăn Diệp Quân lại, cất giọng non nớt, kẻ nào tới vậy hả? Diệp Quân nhìn cô bé đó,
bé gái mới chỉ 6-7 tuổi, mặc váy hoa, thắt bím tóc dài, rất đáng yêu. Diệp Quân cười hỏi, muội là ai? Cô bé chớp mắt, Tiểu Ngư Nhi, còn ngươi? Diệp Quân cười nhẹ, Diệp Quân. Cô bé lắc đầu, không quen. Diệp Quân lấy một cây kẹo hồ lô ra đưa cho Tiểu Ngư Nhi, nào, thứ này ngon lắm, có tên là hồ lô quả. Nói dối. Tiểu Ngư Nhi lườm Diệp Quân, đây rõ ràng là kẹo hồ lô quả cái gì chứ, có phải ngươi thấy ta nhỏ nên dễ bị lừa không? Ta nói cho ngươi biết, chỉ số thông minh của ta là 250 đấy. Diệp Quân hơi giật mình, muội biết thứ này à? Tiểu Ngư Nhi bĩu môi, kẹo hồ lô có ai mà không biết? Diệp Quân chợt thấy hơi tò mò. Tiểu Ngư Nhi đột nhiên cảnh giác hỏi, có phải ngươi đến đây tìm Tịch Huyền tỷ tỷ không? Diệp Quân cười hỏi, sao muội biết? Tiểu Ngư Nhi hừ một tiếng, Tịch Huyền tỷ tỷ xinh như thế, nếu ta là con trai thì ta cũng theo đuổi tỷ ấy. Diệp Quân cười lớn, muội có thể dẫn ta đi gặp cô ấy không? Tiểu Ngư Nhi kiên quyết xua tay, không được không được, Tịch Huyền tỷ tỷ là của ta, người đến từ đâu thì mau về đó đi. Diệp Quân lập tức bị cô nhóc này chọc cười, hắn lấy một viên tinh thể tạo hóa ra đưa cho Tiểu Ngư Nhi, cho muội cái này. Tiểu Ngư Nhi thấy tinh thể tạo hóa lấp lánh thì rất tò mò và rất thích, nhưng cô bé vẫn kiên quyết xua tay, không được không được, Tịch Huyền tỷ tỷ là của ta, có điều. Nói tới đây, cô bé nhận lấy tinh thể tạo hóa, ngươi cho ta thứ này thì ta có thể thông báo giúp ngươi một tiếng, nhưng tỷ ấy có đồng ý gặp không thì ta không dám chắc đâu nhé. Diệp Quân cười đáp, được. Tiểu Ngư Nhi cười tươi, ngươi chờ ở đây đi. Nói xong cô bé ôm tinh thể tạo hóa quay người chạy đi. Diệp Quân nhìn Tiểu Ngư Nhi biến mất ở cửa đại điện rồi bật cười, không biết Tịch Huyền tìm được cô nhóc này ở đâu. Chẳng bao lâu sau cô nhóc lại chạy ra, chạy tới trước mặt Diệp Quân rồi lắc đầu, Tịch Huyền tỷ tỷ không gặp ngươi. Diệp Quân cười nhẹ, nếu ta nhất quyết muốn vào thì sao? Cô bé nháy mắt, vậy ta chỉ đành ngậm nước mắt nhận nhẫn không gian của ngươi thôi. Nói rồi cô bé còn nhìn nhẫn không gian trên tay Diệp Quân. Diệp Quân bật cười lớn, cô nhóc, muội định cướp của đấy à? Tiểu Ngư Nhi nghiêm túc nói, trông ngươi không giống người xấu, ngươi đi đi. Tuy ngươi rất đẹp trai, nhưng Tịch Huyền tỷ tỷ sẽ không thích ngươi đâu. Nam nhân ấy à, phải ưu tiên sự nghiệp trước, sau khi ngươi có tiền có sự nghiệp thì sẽ có rất nhiều con gái thích ngươi, không có tiền, không có sự nghiệp, đừng nói là gái, đến cha mẹ cũng sẽ coi thường ngươi đấy. Diệp Quân cười to, muội biết nhiều thật đấy. Tiểu Ngư Nhi. Đúng lúc này, trong điện chợt vang lên một giọng nói, sau đó một cô gái chậm rãi bước ra. Tóc bạc, phi đao. Tịch Huyền. Khi nhìn thấy người cô gái trước mắt, nụ cười trên mặt Diệp Quân dần biến mất, cảnh tượng khi xưa ùa về. Nhìn thấy Diệp Quân, Tịch Huyền hơi giật mình, sau đó gọi, Diệp viện trưởng. Diệp viện trưởng. Nghe thấy câu này, người Diệp Quân hơi run lên. Đúng như Tần Phong nói, cô ấy thật sự không nhớ chuyện trước đây nữa. Lúc này, Tịch Huyền đi đến, xoa đầu Tiểu Ngư Nhi rồi nhìn Diệp Quân cười nhẹ, chào Diệp viện trưởng. Diệp Quân cố nở nụ cười, chào Tịch Huyền cô nương. Tịch Huyền cười hỏi, viện trưởng tới đây có việc gì vậy? Diệp Quân lắc đầu, không có gì, ta chỉ tới xem thôi. Tịch Huyền, ồ, một tiếng, không nói thêm gì nữa. Diệp Quân mỉm cười, Tịch Huyền cô nương không mời ta vào trong ngồi à? Tịch Huyền do dự một lúc rồi nói, mời Diệp viện trưởng. Diệp Quân đi về phía U Minh Điện, phía sau hắn, Tiểu Ngư Nhi kéo tay Tịch Huyền thì thầm, Tịch Huyền tỷ tỷ, hắn là viện trưởng ạ. Tịch Huyền gật đầu, phải. Tiểu Ngư Nhi lè lưỡi, hắn sẽ không sa thải muội đó chứ. Diệp Quân đột nhiên quay đầu lại nhìn Tiểu Ngư Nhi, nghiêm túc nói, ta sẽ suy nghĩ. Khuôn mặt Tiểu Ngư Nhi chợt trở nên cay đắng. Tịch Huyền nhìn Diệp Quân, mỉm cười, không nói gì. Sau khi vào đại điện, Diệp Quân nhìn thấy 10 bức tượng nữ. Hắn cúi đầu cung kính trước 10 bức tượng. Tịch Huyền hỏi, Diệp viện trưởng biết các gia sư à? Diệp Quân gật đầu, biết, không chỉ biết các vị tiền bối, ta còn biết cả Tịch Huyền cô nương nữa. Tịch Huyền hơi sửng sốt, biết ta ư? Diệp Quân gật đầu cười, đúng.
Tịch Huyền hơi nhíu mày, sao ta không có bất kỳ ấn tượng nào về Diệp viện trưởng nhỉ? Diệp Quân nhìn cô ấy, không nói gì. Tịch Huyền nhìn Diệp Quân thật sâu, viện trưởng có chuyện gì không ạ? Diệp Quân cười đáp, không có gì. Hắn xòe tay ra, một chiếc nhẫn không gian vay đến trước mặt Tịch Huyền, cô ấy hơi khó hiểu, Diệp viện trưởng có ý gì vậy ạ? Diệp Quân cười khẽ, đây là thứ thiên nữ tiền bối nhờ ta đưa cho Tịch Huyền cô nương. Thiên nữ? Tịch Huyền nhìn một pho tượng cách đó không xa, thẳng thốt hỏi, sư phụ. Diệp Quân gật đầu, đúng thế. Tịch Huyền nhìn Diệp Quân, nhưng không nhận lấy chiếc nhẫn không gian ấy. Diệp Quân nói, Tịch Huyền cô nương, hẹn gặp lại sau. Nói xong hắn bước ra ngoài. Mà ngay khi Diệp Quân chuẩn bị bước ra khỏi đại điện thì giọng của Tịch Huyền chợt vang lên từ phía sau, Diệp viện trưởng. Diệp Quân quay đầu lại, Tịch Huyền nhìn hắn, chúng ta thật sự đã từng quen ư? Diệp Quân gật đầu, đúng thế. Tịch Huyền lại hỏi, bạn bè sao? Diệp Quân ngẫm nghĩ rồi đáp, có lẽ là hơn thế nữa. Tịch Huyền sững sờ. Diệp Quân mỉm cười, Tịch Huyền cô nương, sau này có thời gian ta sẽ đến thăm cô. Nói xong hắn quay người rời đi. Trong đại điện, Tịch Huyền im lặng một lúc rồi cầm nhẫn không gian lên, trong nhẫn không gian có một luồng kiếm quang lặng lẽ lóe lên. Tịch Huyền nhìn Diệp Quân đi xa, cho đến khi hắn biến mất ở cuối tinh không, cô ấy vẫn nhìn theo. Tiểu Ngư Nhi giật mình hỏi, Tịch Huyền tỷ tỷ, sao tỷ lại khóc? Tịch Huyền rời mắt, xoa đầu Tiểu Ngư Nhi, cười nhẹ đáp, hôm nay gió hơi lớn, cát bay vào mắt ta. Sau khi rời khỏi U Minh Điện, Diệp Quân đến một vùng tinh không hắn bước đi thật chậm. Tiểu Tháp bỗng lên tiếng, chuyện nhà về cơ bản đã giải quyết xong rồi, bây giờ ngươi có dự định gì? Nó rất tò mò về việc đi ngược lại mà Diệp Quân nói lúc trước. Diệp Quân chỉ cười, không đáp. Tiểu Tháp trầm giọng bảo, tên nhóc này, ngươi đang chơi trò bí ẩn với Tháp gia ta đấy à? Diệp Quân bật cười, Tháp gia, lần này ta quyết định chủ động tấn công. Tiểu Tháp nói, đúng thế. Diệp Quân đang định nói thì lúc này một cô gái đột nhiên bước ra, chính là Nạp Lan Ca. Diệp Quân mau chóng bước đến, hắn cầm tay Nạp Lan Ca, cười hỏi, sao muội lại đến đây? Nạp Lan Ca nhẹ nhàng hỏi, huynh sắp đi à? Diệp Quân gật đầu, sắp rồi. Hắn biết có lẽ không bao lâu nữa nền văn minh vệ giả gì đó sẽ tới trả thù. Mà lần này hắn không định ngồi im chờ chết nữa, phải đổi cách khác để ứng phó. Không thể làm đệ đệ được nữa. Nạp Lan Ca gật đầu, vẻ mặt ảm đạm, không nói gì, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình. Diệp Quân đột nhiên cúi người uống, áp tai vào bụng Nạp Lan Ca, một lúc sau hắn bật cười, bé con đang đá vào bụng muội này. Nạp Lan Ca nhoẻn miệng cười, xinh đẹp quyến rũ. Diệp Quân lại nói, khi nào bé con ra đời thì để Tháp gia trông giúp chúng ta. Mẹ kiếp! Tiểu Tháp quính lên, ngươi đừng có ý đồ này nhé, dẫn dắt ngươi xong Tháp gia ta phải nghỉ hưu dưỡng lão. Diệp Quân nghiêm túc nói, để người khác dẫn dắt, ta không yên tâm, chỉ có Tháp gia ngươi là ta yên tâm được thôi. Tiểu Tháp trầm giọng bảo, đừng có nịnh ta. Diệp Quân bật cười. Nạp Lan Ca cũng lắc đầu cười. Cô nắm tay Diệp Quân, ánh mắt trìu mến. Diệp Quân không vội đi ngay, bởi vì hiếm khi quay lại nên hắn quyết định ở lại cùng Nạp Lan Ca. Thời gian này, Nạp Lan Ca cũng giao chuyện của thư viện cho nhóm Lý Bán Chi và các nhân viên của nội các quản lý, còn mình thì đi dạo đây đó với Diệp Quân mỗi ngày. Trong khoảng thời gian này, hai người về thành Hoang Cổ, nhưng họ chỉ lén về quây quần bên gia tộc hai nhà một lúc. Sau khi từ thành Hoang Cổ về, Diệp Quân lại đến Kiếm Tông gặp một vài người bạn cũ, giống như cha mình, hắn cũng để lại một luồng kiếm ý ở Kiếm Tông, đương nhiên không phải để thể hiện, mà là để lại cho đệ tử Kiếm Tông học hỏi. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã một tháng trôi qua. Ngày hôm nay, trước điện quan huyên vệ, vô số thiên tài yêu nghiệt đến từ các thế giới khác nhau đang chờ bên ngoài, họ đều đến để tham gia sát hạch quan huyên vệ, đương nhiên họ đều là những người đã từng bị loại. Họ đều đang chờ, chờ xem cuối cùng ai mới là người thành công. Rất nhanh, sau khi từng người được trận pháp dịch chuyển đưa ra, ngoài điện chỉ chợt có vài người hoan hô. Thành công rồi,
nhà họ Vương ta có người được nhận vào quan huyên vệ rồi. Đám người nhà họ Vương vui mừng phát khóc. Nếu là trước kia, họ chẳng dám nghĩ tới, cho dù ngươi có thực lực nhưng nếu không có ô dù thì cũng chẳng đến lượt ngươi được vào quan huyên vệ. Nhưng bây giờ con cháu của họ lại có người được nhận vào quan huyên vệ rồi. Tuy chỉ là ngoại vệ, nhưng với gia tộc họ thì đã có thể thay đổi số phận được rồi. Rất nhanh, lại có người đi ra, vì thế lại có một nhóm khác vỗ tay hoan hô. Những người bên cạnh cũng vỗ tay chúc mừng. Đúng lúc này, một người đàn ông xuất hiện trên trận pháp dịch chuyển, người này chính là Phương Ngự, cách đó không xa, một nhóm người nhà họ Phương cũng hò reo mừng rỡ. Phương Đường lập tức chạy tới trước mặt Phương Ngự, ôm chặt lấy gã, phấn khích nói, Ngự ca, huynh thành công rồi. Thành công rồi, ha ha. Phương Ngự cũng rất hứng khởi, gã đã được nhận vào quan huyên vệ bằng chính thực lực của mình. Phương Ngự huynh, chúc mừng. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Phương Ngự hơi giật mình, quay người lại nhìn thì thấy cách đó không xa có một người đàn ông đang nhìn mình. Diệp Quân. Nhìn thấy Diệp Quân, nhóm Phương Đường đều sững sờ tại chỗ. Phương Ngự cũng hơi kích động, không ngờ Diệp Quân lại tới đây, gã vội tiến lên ôm chặt Diệp Quân, hưng phấn hỏi, Dương huynh, sao huynh lại tới đây? Diệp Quân cười đáp, tới xem huynh thế nào. Nói rồi hắn nhìn xung quanh, thấy mọi người nhìn về phía này, hắn cười bảo, Phương Ngự huynh, hẹn gặp lại sau. Nói xong hắn xoay người biến mất tại chỗ. Phương Ngự sửng sốt, giây tiếp theo, gã quay lại túm lấy cổ áo Phương Đường, người vẫn đang hóa đá hét to, mẹ kiếp tổ tiên nhà đệ, lão tử bốc phét lợi hại không? Lão tử bốc phét lợi hại không? Lão tử có bốc phét không? Phương Đường, tổ tiên, chân vũ trụ. Trong chân thần điện, một người phụ nữ đang phê duyệt tài liệu, nàng ta mặc chiếc váy dài màu vàng nhạt, dung mạo tuyệt sắc, nho nhã thanh lịch. Người này chính là Từ Nhu. Bây giờ về cơ bản nàng ta đang phụ trách tất cả mọi chuyện ở chân vũ trụ, với sự phối hợp đồng tâm hiệp lực của nàng ta và nội các thư viện quan huyên, chân vũ trụ và vũ trụ quan huyên đã được hoàn toàn hợp nhất, nhưng chân vũ trụ vẫn duy trì mức độ tự chủ cao. Lúc này một người phụ nữ đồ trắng chậm rãi bước vào đại điện, người phụ nữ đoan trang quý phái, dung mạo tuyệt thế, bụng dưới hơi nhô lên. Người này chính là Từ Thụ. Từ Thụ chậm rãi bước đến trước mặt Từ Nhu. Mỉm cười nói, nghe nói gì chưa, Từ Nhu bình tĩnh nói, cái gì? Từ Thụ cười nói, huynh ấy về rồi. Từ Nhu không cảm xúc nói, ồ. Từ Thụ lắc đầu cười, vẻ mặt này của tỷ là sao? Từ Nhu lạnh nhạt nói, hắn về thì về, có gì hiếm lạ đâu, Từ Thụ cười ẩn ý, vậy sao? Từ Nhu nhìn nàng ta, hừ một tiếng nói, ta không phải là muội, không có đàn ông thì không sống được. Từ Thụ nói, nghe nói huynh ấy đã đi rồi. Từ Nhu cau mày, đi rồi hả? Từ Thụ gật đầu. Từ Nhu cười mỉa, tên đàn ông xấu xa. Từ Thụ bật cười. Từ Nhu bỗng buông bút trong tay xuống, nàng ta từ tốn đứng lên, sau đó hai tay ôm lấy bụng Từ Thụ, cha con là một tên xấu xa. Từ Thụ lắc đầu khẽ cười, ngay lúc này một giọng nói bỗng vang lên từ bên ngoài, ai đang nói xấu ta đấy? Nghe thấy giọng nói này, hai người phụ nữ đều sửng sốt. Một người đàn ông bước vào từ ngoài điện. Chính là Diệp Quân. Nhìn thấy Diệp Quân, nét mặt Từ Thụ lập tức trở nên dịu dàng khó hiểu. Từ Nhu cười nhạo, Tiểu Tháp, người đang làm gì thế? Mau ra ngoài. Tiểu Tháp. Diệp Quân và Từ Thụ nhìn nhau khẽ cười, Từ Thụ đưa mắt ra hiệu cho Diệp Quân. Diệp Quân kéo Từ Thụ chậm rãi đến trước mặt Từ Nhu. Cười nói Tiểu Nhu, đã lâu không gặp. Từ Nhu lạnh nhạt nói, hai người nói chuyện đi. Nói rồi nàng ta xoay người rời đi. Diệp Quân kéo nàng ta lại, dịu giọng nói, hiếm khi gặp nhau, chúng ta cùng nói chuyện. Từ Nhu dùng sức giãy ra nhưng không được, nàng ta trợn mắt nhìn Diệp Quân, thậm nghĩ không phải mình không phản kháng mà hắn nắm chặt quá, thôi vậy, nể mặt Tiểu Tháp vậy. Tiểu Tháp. Một lúc sau, ba người Diệp Quân đến một tinh không, Diệp Quân lấy một con dê ra bắt đầu nướng. Diệp Quân chậm rãi kể lại chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian qua cho hai người, dĩ nhiên hai người cũng cảm thấy hứng thú với vài nền văn minh cấp cao,
lúc biết được nền văn minh quy giả lại nuôi dưỡng tất cả nền văn minh dưới cấp 6 này, hai người đều kinh ngạc. Từ Nhu trầm giọng nói, hóa ra chúng ta vẫn luôn chịu sự giám sát của một nền văn minh nào đó, thực ra, đại tỷ từng nói điều này nhưng bọn ta đều cho rằng tỷ ấy đang nói đùa. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, chân tỷ từng nói rồi à? Từ Nhu gật đầu, tỷ ấy từng nói rồi, nhưng khi đó bọn ta đều cho rằng tỷ ấy nói đùa, vì tỷ ấy chỉ tùy tiện nói nên bọn ta cũng không xem là thật. Diệp Quân im lặng. Hắn cảm thấy mình đánh giá thấp thực lực của chân tỷ rồi. Từ Nhu lại nói, còn có nhất điện chủ của ác đạo minh, đối phương trước giờ chưa từng xuất hiện. Diệp Quân gật đầu, vài điện chủ cốt cán của ác đạo minh đều đã chết, nhưng nhất điện chủ chưa bao giờ xuất hiện. Từ Nhu bỗng nói, chẳng lẽ nhất điện chủ đó ở bên cạnh ngươi? Diệp Quân lặng thinh. Từ Nhu nhìn Diệp Quân, xem ra ngươi cũng từng nghi ngờ. Diệp Quân gật đầu, quả thật là ta từng nghi ngờ nhưng bây giờ ta không dám chắc. Từ Nhu ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, ngoài nhất điện chủ đó thì còn có tổ ác đạo, không còn nghi ngờ gì nữa, người mà chân tỷ trấn áp đó chắc chắn là ác đạo chuyển kiếp. Diệp Quân gật đầu, điều này thì có thể khẳng định. Từ Nhu nhìn Diệp Quân, người định thế nào? Diệp Quân nói, chỉ có thể tăng thực lực trước. Từ Nhu nhìn Diệp Quân, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp, bây giờ ta đã không thể nhìn thấu ngươi nữa. Diệp Quân lắc đầu cười nói, ngày nào ở bên ngoài ta cũng đều bị đánh. Từ Nhu bình tĩnh nói, chẳng phải năm đó cha ngươi và ông nội ngươi cũng như thế sao? Giữ vững tâm thái, đánh lại thì đánh, không được thì chạy, chạy không lại thì mặc kệ võ đức gì đó, gọi người đến tiêu diệt chúng. Diệp Quân bật cười, tính cách Từ Nhu vẫn ngay thẳng như thế. Từ Nhu lại nói, nhưng chuyện của ác đạo minh nhất định phải do ngươi tự giải quyết. Ta biết tính tình của đại tỷ, ngươi đừng tưởng bình thường tỷ ấy dễ nói chuyện mà lầm, thật ra tỷ ấy nói một là một, nếu ngươi dám gọi người đến cứu tỷ ấy nhất định sẽ rất thất vọng. Diệp Quân gật đầu, ta biết. Nói xong, hắn xé một cái đùi dê rồi đưa cho Từ Nhu. Từ Nhu không từ chối, nhận lấy đùi dê gặm một miếng, sau đó lại nói. Vũ trụ quan huyên và tiên bảo các mở rộng rất nhanh, ngươi biết chứ nhỉ? Diệp Quân gật đầu, ta biết, thế nên ta đề xuất một phương án, là chia khu vực để thống trị, vị trí của các thế lực nền văn minh vũ trụ không thay đổi, trừ khi vũ trụ đó không có khả năng tồn tại. Từ Nhu ngẫm nghĩ, sau đó nói, có thể, nhưng có một vấn đề quan trọng, ngươi nhất định phải dự tính trước. Diệp Quân nhìn Từ Nhu trầm giọng nói, tài nguyên của vũ trụ không phải là vô hạn. Tài nguyên của bất kỳ vũ trụ nào rồi cũng sẽ cạn kiệt vào một ngày nào đó. Một khi tài nguyên của vũ trụ cạn kiệt hoặc tài nguyên vũ trụ được phân bổ không đồng đều thì vũ trụ này sẽ xảy ra hỗn loạn. Diệp Quân gật đầu, ta đã nghĩ tới chuyện tỷ nói, nhưng vấn đề này chỉ có thể đợi sau khi thiết lập xong trật tự mới có thể giải quyết. Từ Nhu khẽ gật đầu, người tự có tính toán là được. Diệp Quân nhìn Từ Nhu, chuyện chân vũ trụ và vũ trụ quan huyên, tỷ cứ giúp đỡ trông coi nhiều một chút. Từ Nhu gặm một miếng thịt, không đáp lời. Diệp Quân lắc đầu khẽ cười, hắn xé một miếng thịt đưa cho Từ Thụ, sau đó lại xé một miếng cho mình. Ba người vừa ăn vừa trò chuyện, Từ Nhu rất hứng thú với người của nền văn minh thiên hành, liên tục hỏi Diệp Quân vào vấn đề kỳ lạ. Dĩ nhiên Diệp Quân nói hết những gì mình biết. Cứ thế ba người nói chuyện đến nửa đêm. Từ Nhu bỗng đập tay. Sau đó đứng dậy, lúc làm các ngươi cẩn thận một chút. Dứt lời, nàng ta xoay người rời đi. Diệp Quân và Từ Thụ ngơ ngác, lúc phản ứng lại Từ Nhu đã đi mất rồi. Diệp Quân lắc đầu cười nói, tỷ ấy vẫn bạo gan như thế. Từ Thụ cười nói, bao giờ huynh đi? Diệp Quân nói, ở lại với các muội vài hôm rồi đi. Từ Thụ mỉm cười gật đầu, không nói gì. Diệp Quân nắm lấy tay nàng ta khẽ nói, xin lỗi. Từ Thụ cười nói, huynh xin lỗi gì? Diệp Quân khẽ nói, mấy năm nay ta đều ở bên ngoài, rất ít khi ở bên cạnh các muội. Từ Thụ lắc đầu mỉm cười, hai người yêu nhau nhưng lại thường có mâu thuẫn thì cần gì ngày nào cũng ở bên nhau. Chúng ta khác với người thường, tuổi thọ của chúng ta dài, sau này chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn. Diệp Quân gật đầu. Từ Thụ cười nói, đợi sau khi đại tỷ ra, chúng ta đến hệ Ngân Hà nhé. Diệp Quân bật cười, được. Hệ Ngân Hà.
hắn cũng muốn đến đó đi dạo. Hai người không làm chuyện gì khác mà cứ ngồi trong tinh không nói chuyện với nhau. Hai người đều thích cảm giác ấm áp này. Nhiều lúc Diệp Quân nói, Từ Thụ nghe, thật ra nàng ta không tò mò về các nền văn minh khác, nhưng nàng ta rất tò mò về trải nghiệm của Diệp Quân. Nói một hồi, Từ Thụ bỗng nói, huynh rất vất vả nhỉ. Diệp Quân sửng sốt, sau đó cười nói, thật ra vẫn ổn, ta cũng không tự mình chống đỡ mọi chuyện mà. Không phải hắn không muốn gánh một mình, mà là nhiều lúc hắn thật sự không thể gánh vác nổi. Diệp Quân nhìn vào tinh không khẽ nói, ta đã nghĩ kỹ, đợi sau này cứu chân tỷ ra, trật tự được thiết lập xong, ta đến hệ Ngân Hà dưỡng giả, ta làm đại ca của hệ Ngân Hà, ha ha. Từ Thụ nhìn hắn, mím môi cười, được. Ngày hôm sau, Diệp Quân đến chân thần điện, Từ Nhu còn đang bận rộn, nàng ta đã cảm nhận được Diệp Quân đến, nhưng cũng không ngẩng đầu lên mà tiếp tục đọc tài liệu. Diệp Quân cười nói, ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn nên đến tạm biệt tỷ. Tiểu Nhu, sau này có duyên gặp lại. Nói rồi hắn xoay người ngự kiếm bay lên, biến mất ở tận cuối tinh hà. Trong điện, bàn tay đang lật tài liệu của Từ Nhu khựng lại, nàng ta im lặng một lúc rồi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời ngoài điện, một lúc sau nàng ta nở nụ cười, sau đó tiếp tục đọc tài liệu. Kiếp giới. Diệp Quân đến kiếp giới, nhưng hắn không đến gần khu vực kiếp giới, chỉ đứng nhìn từ xa. Hắn có thể cảm nhận được khí thức quen thuộc ở khu vực trung tâm đó. Chân tỷ. Diệp Quân đứng đó nhìn về phía kia. Tiểu Tháp nói, không đến gặp một lát sao? Diệp Quân lắc đầu, sau đó xoay người rời đi. Tiểu Tháp nói, tại sao? Diệp Quân cười nói, ta còn quá yếu, bây giờ đi gặp chẳng có ý nghĩa gì. Nói rồi sắc mặt hắn dần trở nên nghiêm trọng. Vì hắn nhận ra sức mạnh vũ trụ kiếp trong kiếp giới lại mạnh hơn trước kia ít nhất 10 lần. Ác đạo vẫn đang không ngừng mạnh lên. Cuối cùng Diệp Quân quay đầu nhìn khu vực vũ trụ kiếp đó, sau đó xoay người biến thành một tia kiếm quang rồi biến mất ở tận cuối tinh không. Diệp Quân rời đi không bao lâu, tận cuối kiếp giới bỗng rung lên. Sau khi rời khỏi kiếp giới, Diệp Quân đến một vùng tinh không, hắn ngẩng đầu nhìn tận sâu tinh không khẽ nói, tháp ra. Người nói xem nền văn minh vệ giả đã đến chưa? Tiểu Tháp nói, chắc là sắp rồi. Diệp Quân khẽ cười. Tiểu Tháp nói, người muốn làm gì? Diệp Quân không nói gì, lấy lệnh bài mà Phản Diêm La Thiên Tử đưa cho hắn ra, ngay sau đó hắn kích hoạt lệnh bài. Tiểu Tháp hơi ngạc nhiên, ngươi. Diệp Quân nhìn tận sâu tinh không, ta muốn chủ động đến nền văn minh vũ trụ cấp 6. Lúc này một vòng xoáy cực lớn bỗng xuất hiện ở cuối tầm nhìn của hắn, ngay sau đó Phản Diêm La Thiên Tử xuất hiện trong tầm mắt của Diệp Quân. Phản Diêm La Thiên Tử mỉm cười, cậu Diệp, lại gặp nhau rồi, Diệp Quân cười nói, tiền bối, ta muốn đến nền văn minh quy giả. Phản Diêm La Thiên Tử sửng sốt, sau đó cười nói, đợi chút, ta không ở vũ trụ này, ta bảo người đón ngươi. Nói đến đây, ông ta như cảm nhận được gì, sắc mặt thay đổi. Nhìn thấy vẻ mặt của Phản Diêm La Thiên Tử, Diệp Quân nhíu mày, tiền bối, sao thế? Phản Diêm La Thiên Tử trầm giọng nói, Diệp công tử, có khí tức khá mạnh đang đánh đến khu vực này của cậu, có lẽ mục tiêu là cậu. Diệp Quân híp mắt, chắc chắn là nền văn minh vệ giả. Ánh mắt Phản Diêm La Thiên Tử bỗng trở nên lạnh lùng, ai dám ra tay với Diệp công tử? Diệp Quân nói, chắc là nền văn minh vệ giả gì đó. Phản Diêm La Thiên Tử sửng sốt. Diệp Quân nói, tiền bối biết nền văn minh này không? Vẻ mặt Phản Diêm La Thiên Tử hơi mất tự nhiên. Diệp Quân nhìn ông ta, lẽ nào tiền bối và họ là cùng một bọn? Dứt lời, kiếm thanh huyên trong người hắn đã sẵn sàng nghênh chiến. Thấy Diệp Quân bắt đầu đề phòng, Phản Diêm La Thiên Tử vội lắc đầu, không không, cậu Diệp đừng hiểu lầm, tôi không phải là cùng một ruột với họ, chuyện này cậu Diệp. Cậu chờ một chút, người của tôi sắp đến rồi. Diệp Quân gật đầu, vậy thì cảm ơn. Phản Diêm La Thiên Tử nói, đi về phía bên phải. Diệp Quân khẽ gật đầu, ngự kiếm bay lên rồi biến mất ở tận cuối tinh không bên phải. Sau khi Diệp Quân biến mất, Phản Diêm La Thiên Tử trong vòng xoáy nhíu chặt mày, vệ giả các người điên rồi sao? Dám nhắm vào cậu Diệp. Dứt lời, ánh mắt ông ta lóe sáng. Không biết đang nghĩ đến điều gì.
Ở một bên khác, Diệp Quân dùng kiếm thanh huyên liên tục xuyên qua tinh không vũ trụ. Tiểu Tháp bỗng nói, hình như ông ta biết nền văn minh phệ giả. Diệp Quân gật đầu, có thể nhìn ra được. Tiểu Tháp bỗng nói, có khí tức cực mạnh đến gần. Diệp Quân hít mắt, bây giờ còn cách ta bao xa? Tiểu Tháp nói, hình như ở bên cạnh ngươi. Diệp Quân. Vèo. Thời không xung quanh trước mặt Diệp Quân bỗng nứt ra. Ánh mắt Diệp Quân hiện lên vẻ hung ác, tay cầm kiếm thanh huyên chém ra một nhát. Xoạt. Tiếng xé toạc không khí vang lên. Ngay sau đó hắn bỗng nhận ra thời không xung quanh đều trở nên hư ảo, cùng lúc đó một sức mạnh bí ẩn trói buộc hắn lại như ngàn vạn sợi dây thừng, lúc này cơ thể và linh hồn của hắn nhanh chóng biến mất. Không phải bị tiêu diệt mà là sắp bị cưỡng ép dẫn đi. Cảm nhận được điều này, Diệp Quân cả kinh, vung tay phải lên, kiếm thanh huyên chém một nhát. Bù! Lại một tiếng xé toạc không khí vang lên, sau đó tất cả sức mạnh bí ẩn xung quanh hắn đều bị phá vỡ, cơ thể và linh hồn hắn trở nên bình thường. Nhưng xung quanh hắn lại là một vùng hư không, chẳng có gì cả. Diệp Quân cầm kiếm thanh huyên, đề phòng nhìn xung quanh. Tiểu Tháp trầm giọng nói, đối phương đang ở đây, nhưng ta không cảm nhận được. Diệp Quân nhắm mắt lại, một luồng kiếm thế vô hình tụ lại xung quanh hắn, vẻ mặt hắn trở nên nghiêm trọng vì hắn nhận ra sức mạnh bí ẩn vừa rồi rất kỳ quái, nếu không nhờ kiếm thanh huyên thì không thể phá vỡ sức mạnh kia được. Sức mạnh đặc biệt của một nền văn minh khác. Hơn nữa với hắn hiện giờ thì vẫn là áp chế. Lộp cộp. Một tiếng bước chân bỗng vang lên phía sau Diệp Quân. Diệp Quân xoay người lại. Thế nhưng chẳng có gì cả. Diệp Quân nhíu chặt mày. Tiểu Tháp trầm giọng nói, đối phương không ở thời không này. Diệp Quân bỗng bước đến trước, hai tay cầm kiếm thanh huyên chém một nhát. Vèo. Thanh kiếm xé nát mọi thứ. Trước mặt Diệp Quân, vô số thời không nứt ra, cuối cùng một không gian thời không màu tím xuất hiện trước mặt Diệp Quân, có một quang ảnh đứng trong khoảng không thời không màu tím đó, quang ảnh đó đang nhìn hắn chằm chằm. Lúc này, quang ảnh đó bỗng nhiên xòe bàn tay ra, sau đó nhẹ nhàng siết lại, thời không xung quanh Diệp Quân bỗng chốc biến thành từng dây xích thời không một cách kỳ quái, chỉ trong thoáng chốc Diệp Quân đã bị giam cầm bởi vô số xiềng xích thời không. Nhưng chỉ thoáng chốc, kiếm thanh huyên trong tay hắn đã phá vỡ tất cả thời không. Xé tan mọi thứ. Quang ảnh đó nhìn chằm chằm kiếm thanh huyên trong tay Diệp Quân, nhíu chặt mày. Lúc này Tiểu Tháp bỗng nói, ta biết tại sao tiểu chủ lại cho người thanh kiếm này, có thanh kiếm này thì ngươi mới không bị người khác công kích. Diệp Quân hít sâu một hơi, phải nói là hắn cũng khá sợ năng lực quái dị này của đối phương, giống như xiềng xích thời không vừa rồi, nếu không có kiếm thanh huyên. Với thực lực hiện tại của hắn thì hoàn toàn không thể phá vỡ. Ngay lúc này quang ảnh đó bỗng biến mất khỏi đó. Ánh mắt Diệp Quân lóe lên tia tàn ác, tay phải cầm kiếm đâm về phía trước. Vèo. Vụt. Chỉ trong giây lát, Diệp Quân văng ra xa, ngay khi hắn văng ra xa, thời không xung quanh bỗng biến thành quyền ấn thời không đánh về phía hắn. Tay phải Diệp Quân nắm chặt kiếm thanh huyên. Ý chí võ đạo đáng sợ cuồn cuộn lao ra từ trong người hắn, hắn chém mạnh một nhát kiếm. Bốp! Quyền ấn thời không đó bị phá vỡ, bản thân hắn cũng lùi lại đằng sau. Sau khi dừng lại, tâm niệm của Diệp Quân thay đổi, vô số kiếm ý lao ra từ trong người hắn ép buộc thời không kỳ quái xung quanh lùi lại. Diệp Quân hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nhìn. Đối diện, quang ảnh đó bỗng trở nên mờ ảo. Trong mắt Diệp Quân hiện lên sát khí, lúc đó huyết mạch phong ma yên tĩnh đã lâu bỗng sôi trào, chỉ thoáng chốc khu vực thời không này biến thành biển máu. Một nhát kiếm quyết định sinh tử. Nhát kiếm này làm cho sát khí cuồn cuộn ngút trời. Thế kiếm cực kỳ mạnh. Tất cả thời không trong cả khu vực này đều sụp đổ, trở nên tối tăm, quang ảnh đó bị nhát kiếm của Diệp Quân đánh văng ra xa cả ngàn trượng. Sau khi dừng lại, quang ảnh đó dần nghiêm túc. Gã mặc một bộ đồ màu đen, nhìn chằm chằm kiếm thanh huyên trong tay Diệp Quân, cất tiếng nói gì đó. Nhưng Diệp Quân không hiểu gã nói gì. Người đồ đen im lặng một lúc, sau đó lại nói, lần này Diệp Quân nghe hiểu. Đối phương nói rằng thanh kiếm này của hắn không phải ở nền văn minh cấp thấp, mà đến từ đâu thế?
Mặc dù lúc này Diệp Quân đang trấn áp huyết mạch phong ma, nhưng kể từ lần đột phá trước đó, bây giờ huyết mạch phong ma đã không còn bình thường nữa, thế nên dù hắn đã cố gắng hết sức để áp chế nhưng vẫn khó có thể ngăn không cho sát khí xâm nhập vào thức hải. Diệp Quân không đáp lời người đồ đen, hắn lắc mình biến thành tia kiếm quang màu máu đánh về phía người đồ đen. Một nhát kiếm quyết định sinh tử. Được huyết mạch và ý chí kiếm đạo trợ sức, uy lực của nhát kiếm này lập tức tăng lên, cộng thêm lại là kiếm thanh huyên, có thể bỏ qua pháp tắc của bất kỳ nền văn minh nào. Thấy nhát kiếm của Diệp Quân đến gần, người đồ đen cau mày, ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc hơn, gã vốn tưởng có thể tùy ý bóp chết người ở nền văn minh cấp thấp này, nhưng gã không ngờ người ở nền văn minh cấp thấp này lại giữ trong tay một thanh kiếm của nền văn minh cấp cao. Nhìn kiếm thanh huyên trong tay Diệp Quân, người đồ đen động lòng tham, gã xòe tay ra, một luồng khí màu đen bỗng bay ra từ lòng bàn tay gã, luồng khí màu đen bỗng chốc biến thành cột sáng màu đen lao về phía Diệp Quân. Khi luồng khí đen xuất hiện, khu vực tinh hà vũ trụ bắt đầu ăn mòn, sau đó biến thành từng luồng khí màu đen lao thẳng về phía khu vực của Diệp Quân. Thế nhưng nhát kiếm đó của Diệp Quân lại dễ dàng đánh tan luồng khí đen đó, thoáng chốc đánh đến trước mặt người đồ đen. Nhưng lúc này người đồ đen đã biến mất khỏi đó. Nhát kiếm của Diệp Quân đánh vào khoảng không, lúc này hắn đã bị vô số luồng khí đen bao quanh. Diệp Quân cầm kiếm giơ theo phương dọc, huyết mạch phong ma và ý chí kiếm đạo cuồn cuộn lao ra đẩy lùi vô số khí đen đó. Thấy thế, người đồ đen ở đằng xa nhíu mày, tại sao phệ khí không thể tiêu diệt huyết mạch nền văn minh vũ trụ cấp thấp này? Nhát kiếm của Diệp Quân đánh đến trước mặt người đồ đen. Sát khí ngút trời lao đến. Lần này người đồ đen không nhượng bộ mà lắc mình biến thành cột sáng lao về phía Diệp Quân. Kiếm quang và tia sáng đen cùng nổ tung, Diệp Quân và người đồ đen đồng thời lui về sau, khi người đồ đen dừng lại, gã nhíu chặt mày vì gã nhận ra tay phải của mình bị chém nứt ra, dòng máu đen không ngừng nhỏ giọt tí tách. Người đồ đen ngẩng đầu lên nhìn Diệp Quân ở đằng xa, gã nhíu chặt mày, lúc này gã cảm thấy có gì không ổn. Tên này chẳng phải là người của nền văn minh vũ trụ cấp 5 đó sao? Chuyện này phải báo lên trên mới được. Mình không thể chết. Mặc dù động lòng với thanh kiếm đó nhưng tính mạng quan trọng hơn, nếu đằng sau người trước mặt này thật sự có nền văn minh vũ trụ cấp 6, lúc đó mình sẽ trở thành một tên ngốc. Dù sao gã cũng chỉ là một thành viên nhỏ của nền văn minh vệ giả thôi, ngộ nhỡ đến lúc đó bên trên muốn giảng hòa, rất có khả năng mình sẽ trở thành quân cờ hy sinh. Nghĩ đến đây gã dứt khoát xoay người bỏ đi. Thấy người đồ đen đi rồi, Diệp Quân cũng không đuổi theo, hắn dừng lại. Sau đó áp chế huyết mạch phong ma trong người, một lúc lâu sau cơ thể hắn mới dần khôi phục bình thường. Diệp Quân hít sâu một hơi khẽ lắc đầu, sát khí này quá đáng sợ, lần này suýt nữa hắn không thể áp chế được, nếu người đồ đen không rời đi, hắn sẽ phát điên hoàn toàn. Khó áp chế quá. Tiểu Tháp nói, không biết tại sao đối phương đột nhiên bỏ đi. Diệp Quân nhìn tận sâu tinh không, sau đó nói, mặc kệ họ đi. Đến nền văn minh quy giả trước. Dứt lời, hắn ngự kiếm bay lên, biến mất khỏi đó. Ở một bên khác, người đồ đen đến một tinh không khác, gã lấy một tờ giấy màu vàng ra, tay hơi dùng sức, tờ giấy vàng đó bị thiêu đốt. Người đồ đen nhìn tờ giấy thiêu đốt, lặng im không nói. Không biết qua bao lâu, một chùm sáng màu đen bỗng từ trên trời giáng xuống rơi xuống trước mặt gã. Cùng lúc đó một người đàn ông trung niên mặc áo giáp đen chậm rãi bước ra, bên hông đeo ba thanh đao. Phía sau ông ta còn có 6 cường giả giáp đen đeo trường đao đi theo. Nhìn thấy người đàn ông trung niên đó, người đồ đen biến sắc, vội quỳ xuống, thuộc hạ chào quân hầu. Người đàn ông trung niên nhìn người đồ đen, kiếm tu mặc đồ trắng đó đang ở cùng thiếu niên kia à? Người đồ đen lắc đầu, không, chỉ có một mình hắn. Quân hầu nhíu mày. Người đồ đen nói, có cần thuộc hạ đi điều tra vị trí của kiếm tu đó không? Quân hầu lắc đầu, đánh người nhỏ, tất nhiên người lớn sẽ xuất hiện, đến lúc đó cùng tiêu diệt chúng. Vừa dứt lời, họ đã biến mất. Thấy mấy người quân hầu rời đi, người mặc đồ đen thở phào. Thật ra trực giác mách bảo gã, thiếu niên đó rất không tầm thường, nhất là thanh kiếm đó, quá mức không bình thường. Nền văn minh cấp thấp không thể nào xuất hiện thanh kiếm cấp bậc này.
Hơn nữa nền văn minh cấp thấp tàn sát cường giả nền văn minh cấp cao đã là điều cực kỳ bất thường. Quan trọng nhất là lúc đối mặt với cường giả nền văn minh vũ trụ cấp 6 như gã, thiếu niên đó lại chẳng hề sợ hãi. Có nhiều dấu hiệu cho thấy đằng sau thiếu niên này có người rất mạnh. Hơn nữa gã có thể khẳng định có lẽ người đứng sau thiếu niên này đến từ nền văn minh vũ trụ cấp 6. Trong trường hợp bình thường, chuyện này nên dừng lại để điều tra kỹ lưỡng, sau đó mới quyết định, nhưng dĩ nhiên gã sẽ không làm theo đề nghị này, không đảm nhận chức vụ gì thì an phận thủ thường cũng chẳng sao, làm rồi thì có thể làm sai, sai thì sẽ gặp xui xẻo. Cuối cùng người đồ đen nhìn tận sâu tinh không, sau đó xoay người rời đi. Ở một bên khác, Diệp Quân ngự kiếm bay đi. Phạn Diêm La Thiên Tử bảo hắn đi bên phải, hắn không nghi ngờ ông ta, mặc dù rõ là đối phương biết nền văn minh vệ giả nhưng đa số những người sau khi biết được thực lực của cô váy trắng đều phục tùng nghe lời, chẳng hạn như chủ nhân bút đại đạo. Chủ nhân bút đại đạo. Ngay lúc này Diệp Quân như cảm nhận được gì, sắc mặt thay đổi, hắn xoay người lại. Vèo. Thời không bỗng tách ra, một đao quang chém về phía hắn. Diệp Quân thất kinh, đâm một nhát kiếm ra. Kiếm quang nổ tung, Diệp Quân lùi về sau cả vạn trượng, vừa dừng lại, khu vực thời không chỗ hắn đứng sụp đổ. Khóe miệng Diệp Quân xuất hiện vệt máu, hắn ngẩng đầu lên nhìn, cuối tầm nhìn có 7 người chậm rãi bước ra, sắc mặt Diệp Quân sầm lại. Mẹ nó chứ! Một người đi, 7 người đến. Chẳng có võ đức chút nào. Quân hầu dẫn đầu nhìn chằm chằm Diệp Quân. Ông ta bỗng trở nên mờ ảo, đồng tử Diệp Quân ở phía xa co rụt lại, tốc độ cực kỳ nhanh, hắn giơ kiếm lên chặn lại theo bản năng. Vèo. Kiếm quang vỡ vụn, Diệp Quân văng ra ngoài, quân hầu không ra tay nữa mà nhìn thanh đao của mình, trên thanh trường đao của ông ta xuất hiện một vết khuyết, mới vừa để lại. Thấy thế quân hầu cau mày, ông ta chậm rãi ngẩng đầu nhìn Diệp Quân ở phía xa, ngay sau đó thời không giữa ông ta và Diệp Quân bỗng tách ra hai bên. Sau đó một đao quang chém thẳng xuống chỗ Diệp Quân. Thậm chí Diệp Quân còn không nhìn thấy ông ta rút đao. Tốc độ của đòn tấn công này nhanh gấp vài lần ban nãy, Diệp Quân chỉ có thể phòng vệ theo bản năng. Bùm! Lại một tia kiếm quang nữa vỡ vụn, Diệp Quân bị sức mạnh đáng sợ trong nhát đao đó đánh văng ra xa, ngay lúc hắn sắp rơi xuống, chỉ thấy một tia đao quang bỗng rơi thẳng xuống đỉnh đầu hắn. Cực kỳ nhanh! Diệp Quân chỉ có thể phòng vệ. Sau khi nhát đao giáng xuống, Diệp Quân lại bị đánh văng ra xa, nhưng quân hầu lại cau mày, vì trên thanh đao của ông ta xuất hiện một vết khuyết khá sâu khác. Quân hầu ngẩng đầu lên nhìn kiếm thanh huyên trong tay Diệp Quân ở phía xa, sát khí hiện lên trong mắt ông ta. Lúc ông ta vừa định ra tay, khu vực thời không sau lưng Diệp Quân bỗng sôi trào, ngay sau đó một thông đạo dịch chuyển trồi lên, một cô gái áo giáp trắng chậm rãi bước ra. Còn có 12 cường giả mặc chiến giáp đi theo phía sau cô gái. Nhìn thấy mấy người này, quân hầu hơi ngờ vực. Sau khi cô gái áo giáp trắng bước ra, cô ta dẫn theo 12 cường giả cúi chào Diệp Quân. Chào cậu Diệp, Diệp Quân nói, các cô là người Phạn Diêm La Thiên Tử phái đến à? Cô gái áo giáp trắng nhìn Diệp Quân, nói, bọn ta nhận được lệnh của Phạn Diêm Đế Quân đến đón Diệp công tử. Quân hầu ở đằng xa khẽ cau mày, nền văn minh quy giả. Cô gái áo giáp trắng nhìn quân hầu, Diệp công tử là khách quý của nền văn minh quy giả ta. Quân hầu lắc đầu, người này và kiếm tu đồ trắng đã giết người của nền văn minh phệ giả, hắn là kẻ thù của nền văn minh phệ giả. Cô gái áo giáp trắng nhìn quân hầu, hắn là khách của nền văn minh quy giả. Quân hầu cũng nhìn cô gái áo giáp trắng, im lặng một lúc, ông ta bỗng nói, giết. Giết! Nền văn minh quy giả! Nếu để cô gái này dẫn Diệp Quân đi thì nền văn minh vệ giả sẽ mất hết mặt mũi. Đôi khi thể diện là chuyện rất quan trọng với nền văn minh đã đạt đến cấp bậc của họ. Nhận được lệnh của quân hầu, 6 cường giả phía sau ông ta xông đến chỗ mấy người Diệp Quân. Cô gái áo giáp trắng cũng không sợ, giết! 12 cường giả phía sau cô ta cũng đều xông lên. Đại chiến diễn ra! Cô gái áo giáp trắng quay đầu nhìn Diệp Quân, Diệp công tử vào trận pháp dịch chuyển đi, Diệp Quân trầm giọng nói, các cô. Cô gái áo giáp trắng lắc đầu, bọn ta không sao, Diệp công tử mau chóng vào trong, không thể duy trì trận pháp dịch chuyển này quá lâu. Diệp Quân nhìn xung quanh,
thấy 12 cường giả nền văn minh quy giả đã chiếm được ưu thế, hắn không do dự xoay người đi về phía trận pháp dịch chuyển, lúc này quân hầu đó bỗng biến mất khỏi đó. Vụt! Âm thanh xé toạc vang lên. Cô gái áo giáp trắng gần như cũng biến mất khỏi đó cùng lúc, nhưng ngay sau đó cô ta bị văng ra xa. Thấy thế, Diệp Quân vốn dĩ đã đi vào trận pháp dịch chuyển lập tức dừng lại. Bởi vì hắn phát hiện cô gái áo giáp trắng không phải là đối thủ của quân hầu, cô gái áo giáp trắng vừa dừng lại, một luồng đao khí đáng sợ lập tức đánh tới trước mặt cô ta, đồng tử cô gái áo giáp trắng co rụt, lấy một tấm khiên ra chắn trước mặt. Bụp! Cô gái áo giáp trắng bị văng ra rất xa. Quân hầu định ra tay lần nữa, lúc này một tia kiếm quang bỗng đánh đến trước mặt ông ta. Quân hầu bình tĩnh rút đao ra, thu đao lại. Kiếm quang bị phá tan, Diệp Quân cũng lùi về sau. Cô gái áo giáp trắng nhìn Diệp Quân đột nhiên xuất hiện, hơi tức giận nói, sao ngươi lại quay lại thế? Diệp Quân nhìn cô gái áo giáp trắng, ta không quay lại, có lẽ cô sắp chết rồi. Hắn thấy thực lực của cô gái này và tên cầm đao kia cách biệt rất lớn, cô gái này không thể đỡ được quá 10 chiêu nếu đứng trước mặt Tịnh Sơ và Phục Võ. Hơi thua kém. Lúc này hắn hiểu ra, cho dù là nền văn minh vũ trụ cấp 6 thì không phải ai cũng là cường giả. Các cường giả hàng đầu của nền văn minh vũ trụ cấp 5 chắc chắn cũng cực kỳ mạnh nếu so với nền văn minh vũ trụ cấp 6, chưa kể đến những cái khác, sức mạnh của Tịnh Sơ và Phục Võ chưa chắc thua kém kẻ cầm đao này. Nghe Diệp Quân nói thế, cô gái áo giáp trắng tức giận, nhưng lại không thể cãi lại, chỉ đành trợn mắt nhìn Diệp Quân. Thấy đối phương trợn mắt với mình, Diệp Quân bỗng hỏi, cô được Phản Diêm La Thiên Tử phái đến thật à? Cô gái áo giáp trắng không vui lắm, hãy gọi là Phản Diêm La Thiên Tôn, sao ngươi chẳng lịch sự chút nào thế? Diệp Quân lắc đầu, không phí lời với cô ta nữa, quay đầu nhìn quân hầu, lúc này quân hầu cũng đang nhìn hắn chằm chằm, ta vốn dĩ không có hứng thú với ngươi, nhưng bây giờ ta đã có chút hứng thú rồi, nói rồi ông ta bỗng tiến lên một bước. Chỉ một bước thôi đã khiến đồng tử Diệp Quân co rụt, vì vừa nhìn thấy một tia đao quang, sau đó cảm thấy tóc gáy toàn thân dựng đứng. Khí tức chết chóc đến gần. Diệp Quân sử dụng huyết mạch phong ma, cùng lúc đó ý chí kiếm ý vô địch trong người hắn lao ra. Nhát đao này của đối phương quá nhanh, hắn chỉ có thể bị động phòng vệ. Bụp! Một tiếng nổ vang lên, Diệp Quân bị đánh văng, quân hầu đó vừa định lần nữa ra tay. Nhưng lúc này ông như cảm nhận được cái gì, đột nhiên cau mày, ngay sau đó thời không trước mặt ông ta tách ra, một thanh kiếm xuất hiện. Diên Trì Nhất Kiếm. Nhát kiếm này lao ra mà chẳng có dấu hiệu gì trước đó, nhưng trong mắt quân hầu, dường như tốc độ đã bị chậm lại gấp 10 lần, chỉ thấy ông ta hơi nghiêng người tránh được nhát kiếm này chỉ vài centimet, cùng lúc đó những người khác đã biến mất khỏi chỗ của mình, đồng tử Diệp Quân ở phía xa bỗng co rụt lại, hai tay nắm chặt chuôi kiếm chém về phía trước. Một nhát quyết định sống chết. Vô số sức mạnh huyết mạch phong ma và kiếm ý vô địch lao ra từ trong kiếm thanh huyên, tinh hà vũ trụ sôi trào, sau đó bắt đầu tan vỡ. Vèo. Một tiếng nổ vang lên, sau đó Diệp Quân bị đánh văng, quân hầu không tiếp tục đuổi theo mà nhìn thanh đao trong tay phải của mình, trên đao đã xuất hiện vô số vết nứt. Thấy thế ông ta nhíu mày. Lúc này một cây thương bỗng lao đến trước mặt ông ta. Người ra tay là cô gái áo giáp trắng đó. Quân hầu chém một nhát đao. Soạt. Cô gái áo giáp trắng văng ra xa. Thấy thế, Diệp Quân ở phía xa sầm mặt, sao cô gái này lại ngu ngốc như thế? Còn không mạnh bằng mấy thị vệ bên cạnh nữa, hắn cạn lời luôn rồi. Theo lý thì Phản Diêm La Thiên Tử sẽ không phái người yếu kém thế này đến chứ. Sau khi bị đánh văng ra xa, sắc mặt cô gái áo giáp trắng hơi khó coi, cô ta lau vết máu trên khóe miệng, sau đó nhìn Diệp Quân, ngươi nên đi đi, ngươi. Diệp Quân trầm giọng nói, cô sẽ bị đánh chết đấy. Nói rồi hắn nhìn quân hầu cách đó không xa, sau đó nói, hay là cô đi đi. Đối phương đến để giết hắn, hắn cũng không muốn người khác chết vì hắn, thực lực giữa cô gái áo giáp trắng này và kẻ cầm đao này chênh lệch quá lớn. Vừa nghe Diệp Quân nói thế, cô gái áo giáp trắng lập tức lắc đầu, không, ta đã đồng ý với ca ca của ta đến đón ngươi, nếu không đón được ngươi về, ca ca sẽ bị phạt. Diệp Quân nhìn cô gái áo giáp trắng,
hơi ngạc nhiên, cô đến đây thay ca ca ư? Cô gái áo giáp trắng gật đầu, vẻ mặt hơi mất tự nhiên. Diệp Quân cạn lời thật sự. Ngay lúc này Quân Hầu ở phía xa đột nhiên nói, đừng hòng rời đi. Diệp Quân nhìn Quân Hầu bỗng xòe tay ra, thoáng chốc vài huyết khí tụ lại trên tay ông ta, chính là sức mạnh huyết mạch phong ma của Diệp Quân. Quân Hầu nhìn thoáng qua sức mạnh huyết mạch đó, sau đó nhìn Diệp Quân, sức mạnh huyết mạch của ngươi thật thú vị, xem ra tổ tiên của ngươi khá lợi hại. Tay phải Diệp Quân nắm chặt kiếm Thanh Huyên, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào, nhưng lúc này Quân Hầu đột nhiên rút thanh đao chưa từng sử dụng trong trận vừa rồi ra, đó là một thanh đao màu đỏ đen, ông ta cầm thanh đao chỉ vào huyết khí của Diệp Quân, thấy thế Diệp Quân cảm thấy khó hiểu. Quân Hầu nhìn chằm chằm Diệp Quân, ánh mắt bình tĩnh như nước, ta sẽ cho ngươi xem một chiêu đao pháp đặc biệt tự mình tạo ra, chém tổ tiên, nói rồi ông ta chém mạnh một nhát đao xuống, xuyên qua sức mạnh huyết mạch chém nứt nguồn gốc huyết mạch. Tận sâu trong tinh không xa xôi, một người đàn ông áo xanh bỗng dừng lại, ngay sau đó thời không trước mặt ông ấy nứt ra, một thanh đao màu đỏ đen chém thẳng về phía ông ấy. Người đàn ông áo xanh. Nhìn thấy luồng đao quang này, người đàn ông áo xanh hơi bất ngờ, ngay sau đó lập tức chuyển từ bất ngờ sang phẫn nộ. Nhất định là đã có người bắt nạt thằng cháu cưng của mình. Thật ra, trong những tình huống bình thường, người khác không thể cảm nhận được ông ấy thông qua sức mạnh huyết mạch, nhưng vì để có thể bảo vệ cháu trai của mình bất cứ lúc nào, nên ông ấy không ngăn chặn, chỉ có điều, đây là lần đầu tiên ông ấy gặp phải trường hợp có người nào đó thông qua sức mạnh huyết mạch của cháu trai chém đến chỗ ông ấy. Người đàn ông áo xanh xòe lòng bàn tay ra, luồng đao quang ấy lập tức rơi vào tay ông ấy, một giây sau, ông ấy ném nó đi. Trong tinh không bên kia, thời không trước mặt Quân Hầu đột nhiên nứt ra, một giây sau, luồng đao quang găm thẳng vào giữa hai lông mày của ông ta. Cơ thể Quân Hầu đông cứng tại chỗ, hai mắt mở to, khuôn mặt đầy vẻ không thể tin được. Cảnh tượng đột ngột xảy ra này khiến tất cả người ở trong sân đều đứng hình. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô gái áo giáp trắng cũng tràn đầy nghi hoặc. Vẻ mặt Diệp Quân cũng vô cùng kỳ lạ, hắn chưa từng nghĩ đến việc người này sẽ thông qua huyết mạch phong ma của hắn để chém tổ tiên. Tổ tiên là ai chứ? Là ông nội đó. Người này lại chạy đi chém ông nội. Đây chẳng phải là tự đá vào chân mình sao? Diệp Quân không nghĩ gì nhiều, thấy Quân Hầu muốn nói điều gì đó, hắn đột nhiên lao tới, dùng kiếm cắt một đường ở cổ ông ta. Phụt! Đầu của Quân Hầu lập tức bay ra ngoài, máu tươi phun ra như cột máu. Diệp Quân im lặng thu hồi nhẫn không gian của Quân Hầu, sau đó nói, ông cháu hợp sức, vô địch thiên hạ. Tiểu Tháp nói, người đúng là không biết xấu hổ. Diệp Quân! Ở bên kia, những cường giả của nền văn minh vệ giả nhìn thấy Quân Hầu bị Diệp Quân thẳng tay giết chết trong nháy mắt, vẻ mặt họ lập tức thay đổi, giờ phút này họ tiếp tục đánh kiểu gì được nữa. Bọn họ lập tức xoay người bỏ chạy, nhưng lúc này, một luồng kiếm quang chợt lóe lên. Bỗng chốc, sáu cái đầu bay thẳng lên trời. Tất cả đều bị giết trong nháy mắt. Diệp Quân nheo mắt lại, hắn ngẩng đầu lên nhìn sâu vào trong tinh không, sau đó cười nói cảm ơn ông nội. Ở bên kia, sâu trong vũ trụ tinh không vô tận, người đàn ông áo xanh cười ha hả, lúc này, trước mặt ông ấy vang lên giọng nói của một người phụ nữ, Dương Ca, nhanh lên đi. Phía trước là đến rồi. Người đàn ông áo xanh cười nói, tới ngay đây. Vừa nói ông ấy vừa quay đầu lại nhìn Diệp Quân ở cuối tinh không, nhìn thấy bên cạnh Diệp Quân không còn kẻ thù, ông ấy mới mỉm cười, sau đó xoay người lại rồi biến mất ở cách đó không xa. Ở trong tinh không, Diệp Quân lại thu thêm 6 chiếc nhẫn không gian, vô cùng đắc ý. Lúc này cô gái giáp trắng đột nhiên đi đến trước mặt của Diệp Quân, cô ta nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, ai đã giết ông ta vậy? Diệp Quân nói, quay về nền văn minh quy giả trước đi. Cô gái giáp trắng nhìn hắn, sau đó nói, đi. Nói xong, cô ta dẫn theo Diệp Quân và các thị vệ vào trận pháp dịch chuyển, ngay khi mấy người Diệp Quân rời đi, đột nhiên có một người áo đen xuất hiện, gã là người đàn ông mặc áo đen của nền văn minh vệ giả từng đuổi giết Diệp Quân trước đây. Người mặc đồ đen nhìn thi thể của nhóm người Quân Hầu, sợ hãi không thôi. Cũng may gã không tiếp tục đuổi giết thiếu niên đó. Nếu không rất có thể người chết chính là gã. Người mặc đồ đen không dọn thi thể mà thẳng thừng quay người bỏ đi. Tiếp tục báo cáo lên trên.
chuyện này đã nằm ngoài tầm kiểm soát của gã. Sau khi đi vào trận pháp dịch chuyển, Diệp Quân nhận ra trận pháp dịch chuyển này và trận pháp dịch chuyển trước đây không giống nhau. Trận pháp này dường như đứng yên tại chỗ, không có bất kỳ động tĩnh nào. Diệp Quân đột nhiên hơi nghi ngờ. Cô gái áo giáp trắng lại hỏi, ai đã giết bọn họ? Diệp Quân nói, có lẽ là do bị trời phạt. Cô gái giáp trắng cau mày. Đột nhiên Diệp Quân hỏi, cô tên là gì vậy? Cô gái giáp trắng nhìn hắn rồi nói, Trương Nam. Diệp Quân gật đầu, cô Trương, cô có thể giới thiệu với ta một chút về nền văn minh quy giả và nền văn minh vệ giả được không? Trương Nam suy nghĩ một chốc, gật đầu, được. Mặc dù cô ta vẫn chưa biết lai lịch của người đàn ông này, nhưng nếu đối phương có thể khiến cho Phạn Diêm La Thiên Tôn phải đích thân tiếp đón, thì chắc chắn lai lịch không tầm thường. Trương Nam nói, nền văn minh quy giả, nền văn minh vệ giả và nền văn minh vĩnh hằng đều bắt nguồn từ vũ trụ thời không đa nguyên, khi đó, có người đã vi phạm pháp thời gian tu luyện, khiến cho dây thời gian hỗn loạn, toàn bộ thời không vũ trụ đa nguyên đều chém giết lẫn nhau, vũ trụ đa nguyên hỗn loạn vô cùng. Sau đó đa nguyên đạo đế dựa vào sức mình dung hợp tất cả dây thời gian lại làm một. Sau khi dung hợp xong, vô số nền văn minh đều tập trung lại một chỗ, trải qua nhiều năm chiến tranh, cuối cùng cũng chỉ còn lại ba nền văn minh cấp cao còn tồn tại, đó là nền văn minh quy giả, nền văn minh vệ giả và nền văn minh vĩnh hằng. Diệp Quân nhỏ giọng nói, các người đều ở cùng một thời không vũ trụ sao? Trương Nam gật đầu, đúng vậy, thực lực của ba nền văn minh tương đương nhau, năm đó đã từng chiến đấu với nhau, nhưng sau cùng không ai làm được gì ai, cuối cùng chỉ có thể ký hiệp ước hòa bình, không xâm lược nhau, càng về sau này, ba nền văn minh ấy đã phân chia nền văn minh vũ trụ của thời không vũ trụ đa nguyên, khoảng không gian mà ngươi từng đến là do bọn ta quản lý. Diệp Quân nhìn Trương Nam. Mục đích của các người là thu thập linh hồn sao? Trương Nam gật đầu, sinh mệnh linh hồn thể là một nguồn nguyên năng lượng cực kỳ quý giá, bởi vì chúng có thể chế tạo ra tinh thể tạo hóa. Tinh thể tạo hóa? Diệp Quân ngạc nhiên, tinh thể tạo hóa được chế tạo từ linh hồn ư? Trương Nam gật đầu, càng nhiều linh hồn của các cường giả mạnh mẽ, càng có thể tạo ra nhiều tinh thể tạo hóa hơn nữa, chất lượng cũng càng tốt hơn. Diệp Quân cực kỳ kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng tinh thể tạo hóa được chế tạo từ linh hồn, khó trách nền văn minh cấp 6 lại không chọn cách xóa sổ các nền văn minh vũ trụ ở cấp dưới. Bọn họ đang xem tất cả sinh linh của nền văn minh vũ trụ ở cấp dưới như rau hẹ. Trương Nam đột nhiên hỏi, tại sao người của nền văn minh vệ giả lại muốn giết ngươi? Diệp Quân thu lại suy nghĩ rồi nói, trước đây có người của tộc Đại Vu muốn giết ta, bị đại bá của ta giết chết. Sau đó, người của nền văn minh vệ giả đã lập tức đến đây, Trương Nam cau mày lại, tộc Đại Vu. Diệp Quân gật đầu. Sắc mặt Trương Nam trở nên khó coi. Diệp Quân hỏi, sao thế? Trương Nam trầm giọng nói, tộc Đại Vu là người đại diện bên dưới của nền văn minh vệ giả, bọn ta đều có người đại diện nền văn minh của mình ở bên dưới, mục đích là muốn để dễ dàng quản lý nắm quyền nền văn minh bên dưới. Diệp Quân nói. Không để các nền văn minh bên dưới đột phá cực hạn của nền văn minh của mình, đạt đến nền văn minh vũ trụ cấp 6. Trương Nam gật đầu, đúng thế, hiện giờ đã biết tài nguyên của các vũ trụ đã biết đều bị phân chia, thêm một nền văn minh vũ trụ cấp 6 chắc chắn sẽ phá vỡ cân bằng, cho nên bọn ta tuyệt đối không cho phép xuất hiện thêm một nền văn minh vũ trụ cấp 6 nào. Năm đó nền văn minh loạn cổ đã nghiên cứu trái phép cấm thuật thời gian, đây là điều mà cả ba nền văn minh bọn ta không cho phép. Thế nên cuối cùng tộc Đại Vu tiêu diệt họ, nhưng loạn cổ đại đế của nền văn minh loạn cổ không đơn giản, lúc đó còn ép buộc nền văn minh vệ giả phái một cường giả cấp bậc vĩnh bất hủ ra mới giết được ông ta. Nói đến đây cô ta như nghĩ đến chuyện gì, bỗng nhìn Diệp Quân, người nói đại bá của ngươi giết người của họ à? Diệp Quân gật đầu. Trương Nam nhìn hắn rồi trầm giọng nói, vậy thì đại bá của ngươi đã gặp rắc rối nghiêm trọng. Nền văn minh vệ giả cực kỳ nhỏ mọn. Cũng rất để ý đến thể diện, người của họ bị người vũ trụ nền văn minh cấp thấp giết, họ không chấp nhận được nên chắc chắn sẽ trả thù đại bá của ngươi. Diệp Quân cười nói, ta không sợ chúng tìm đại bá của ta, ta sợ chúng đến tìm ta. Trương Nam nói, đại bá của ngươi có thể giết người của họ chắc cũng không tầm thường nhỉ, Diệp Quân gật đầu, có cường giả nền văn minh cấp thấp có thể giết cường giả nền văn minh cấp cao không?
Trương Nam nói, chắc chắn là có vài cường giả hàng đầu của nền văn minh vũ trụ cấp 5 có thể được xem là trên mức trung bình nếu đặt trong nền văn minh vũ trụ cấp 6. Nhưng nếu so sánh tổng thể của hai nền văn minh thì nền văn minh vũ trụ cấp 5 hoàn toàn không có sức đánh trả. Diệp Quân lại hỏi, như ta ở chỗ các cô thì thuộc cấp bậc gì? Hắn rất tò mò muốn biết với thực lực hiện giờ của mình sẽ có cấp bậc gì khi ở trong nền văn minh vũ trụ cấp 6. Trương Nam đánh giá nhìn Diệp Quân, sau đó nói, ta không biết thực lực thật của ngươi nên không thể đoán được. Diệp Quân cười nói, nền văn minh của các cô có phân chia cảnh giới không? Trương Nam gật đầu có, thật ra cũng khá giống với phân chia cấp bậc của nền văn minh vũ trụ các ngươi, dĩ nhiên cũng có điểm khác biệt. Diệp Quân hơi tò mò, phân chia thế nào? Trương Nam nói, vừa rồi ta thấy ngươi cũng thế, kiếm ý của ngươi là 10 phần thần tính thuần túy, nhưng cảnh giới của ngươi thì không phải. Diệp Quân vội nói, chỗ các cô cũng chú trọng đến nhân tính và thần tính à? Trương Nam gật đầu, tất nhiên, sau khi nhân tính được tu luyện đến cực hạn thì sẽ bước vào thần tính, sau khi thần tính được tu luyện đến cực hạn. Diệp Quân vội hỏi, sau cực hạn là gì? Trương Nam nói, sau khi thần tính được tu luyện đến cực hạn sẽ có hai con đường, một là vượt qua mọi thứ và tu luyện đạo tính, hai là làm điều ngược lại, áp chế thần tính bằng nhân tính. Ta từng nghe nói đến cường giả con đường thứ nhất, nhưng chưa từng nhìn thấy kiểu thứ hai, vì một khi thần tính thuần túy hoàn toàn, muốn áp chế thần tính bằng nhân tính gần như là không có khả năng. Áp chế thần tính bằng nhân tính. Diệp Quân lặng thinh. Hắn từng gặp hai người, Chân Tỷ, Tịnh Tông Chủ. Còn chủ nhân Bút Đại Đạo, vẫn luôn rất bí ẩn, hắn không xác định được. Nhưng nghĩ đến chuyện gì? Diệp Quân lại hỏi, tu luyện đạo tính và nhân tính áp chế người thần tính, ở chỗ các cô là cường giả thuộc cảnh giới nào? Trương Nam lắc đầu, không có cảnh giới. Diệp Quân sửng sốt, không có cảnh giới. Trương Nam gật đầu, cường giả ở cấp bậc này, họ đã vượt ra khỏi phạm vi cảnh giới mà bất kỳ ai định ra đều không thể hình dung họ, họ không có cảnh giới. Diệp Quân lặng thinh, hơi ngạc nhiên. Trương Nam nhìn Diệp Quân rồi nói, nếu bây giờ ngươi có thể áp chế thần tính bằng nhân tính, ngươi cũng sẽ trở nên rất đáng sợ, nhưng ta nghĩ ngươi rất khó vượt qua bước này. Vì với nền văn minh quy giả bọn ta, có rất nhiều người tu luyện thần tính, nhưng cuối cùng không ai có thể áp chế thần tính bằng nhân tính cả. Diệp Quân khẽ gật đầu, ngoài hai kiểu người này ra, cảnh giới bên dưới phân chia thế nào? Trương Nam giới thiệu, rất nhiều nền văn minh vũ trụ có phương pháp tu hành vô tận, hệ thống khác nhau, mà bất hủ là một cách so sánh ngang của các phương pháp, hệ thống tu hành, bất tử được chia thành 7 cấp độ, đó là vi bất hủ, ảo bất hủ, thần bất hủ, ý bất hủ, chân bất hủ, vĩnh bất hủ, siêu thoát bất hủ. Nói rồi cô ta nhìn Diệp Quân, sau đó nói, cho ta xem ý của ngươi. Diệp Quân vội thi triển kiếm ý. Nhìn thấy kiếm ý của Diệp Quân, Trương Nam im lặng hồi lâu rồi nói, ngươi là ý bất hủ. Kiếm ý của ngươi rất thuần khiết, cường giả bình thường không thể phá được kiếm ý của ngươi, nếu như ngươi có thể tu luyện thần hồn của mình đến bất hủ, vậy thì ngươi đã có thể đạt đến chân bất hủ, tương đương với cường giả cấp quân hầu trước kia. Diệp Quân nhất thời cảm thấy vui mừng, nếu mình chuyển sang một nền văn minh vũ trụ khác thì cũng không còn là đệ đệ nữa. Ngay lúc này Trương Nam như cảm nhận được gì, đồng tử thay đổi, không chỉ cô ta mà các thị vệ bên cạnh cô ta cũng biến sắc. Diệp Quân hỏi, sao thế? Trương Nam nhìn Diệp Quân, sắc mặt xa sầm, vừa nhận được tin, có 3 vị cường giả chân bất hủ đang chạy đến chỗ chúng ta, tối đa nửa khắc nữa sẽ đến đây. 3 vị chân bất hủ. Nghĩ đến quân hầu lúc nãy là cảnh giới chân bất hủ, sắc mặt Diệp Quân sầm lại. Diệp Quân trầm giọng nói, chúng ta phải làm sao? Trương Nam do dự một lúc, rồi nói, Diệp công tử, bọn ta không thể đưa ngươi về. Vì 3 vị cảnh giới chấn bất hủ không phải là người mà bọn ta có thể đánh lại, ngươi bảo trọng. Nói xong, cô ta không do dự vỗ nhẹ lên vai Diệp Quân lập tức bị đuổi ra khỏi trận pháp dịch chuyển. Trong tinh không đó, chỉ còn lại một mình Diệp Quân. Loạn rồi. Thấy Trương Nam thực sự dẫn người đi, bỏ rơi hắn ở đây, Diệp Quân cảm thấy như có một vạn con ngựa đang phi nước đại trong lòng. Nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại. 3 cường giả chân bất hủ tuyệt đối không phải là người mà bây giờ hắn có thể đấu lại.
Trong lúc hắn suy nghĩ thì một luồng khí tức đáng sợ bỗng xông đến từ đằng sau hắn. Diệp Quân biến sắc, lắc mình biến thành tia kiếm quang rồi biến mất khỏi đó. Ngay lúc Diệp Quân biến mất, ba cường giả bí ẩn đồ đen bỗng xuất hiện, người đồ đen dẫn đầu nhìn xung quanh, ánh mắt lạnh băng, đi. Ngay sau đó ba người biến mất. Ở một diễn biến khác, Diệp Quân ngự kiếm bay đi, lúc này hắn đã bảo tháp ra che giấu khí tức của mình, mặc dù không biết có tác dụng hay không nhưng tạm thời chỉ có thể như thế. Tiểu tháp nói, hay là về Đại Chu? Diệp Quân lắc đầu, nếu gặp kẻ địch mạnh mà về Đại Chu thì sau này ta vô dụng thật sự đấy. Tiểu tháp ngẫm nghĩ rồi nói, cũng đúng. Diệp Quân nhìn tận cuối tinh không, mắt lóe sáng, ba vị cảnh giới chân bất hủ cũng hay. Dứt lời, hắn lắc mình biến thành kiếm quang, sau đó biến mất ở tận cuối tinh không. Chẳng bao lâu, hắn đến một tinh cầu tĩnh mịch. Tìm một thác nước, hắn khoanh chân ngồi xuống, sau đó đi vào tiểu tháp. Diệp Quân lấy cuốn sách thời gian mà Loạn Cổ Đại Đế đã tặng cho hắn ra, sau khi được Trương Nam giới thiệu về thời không vũ trụ đa nguyên, hắn bắt đầu có hứng thú với ba cấm thuật của thời không vũ trụ đa nguyên. Tiến vào dòng thời gian. Hắn cũng đã từng ngược dòng tuế nguyệt, nhưng tuế nguyệt đó chỉ là dòng thời gian vũ trụ, hơn nữa còn không phải là một dòng thời gian hoàn chỉnh, khác hoàn toàn với những gì Loạn Cổ Đại Đế đã nói, vì những gì Loạn Cổ Đại Đế nói là đi vào dòng thời gian vũ trụ khác. Sau khi mở sách thời gian ra, Diệp Quân cảm thấy rối tung. Không hiểu. Diệp Quân sầm mặt. Tiểu tháp bỗng nói, lúc tộc Loạn Cổ lấy được cuốn sách này, bản thân nó còn chưa hoàn chỉnh, họ đã tốn hàng trăm triệu năm để bù đắp, kiến thức về thời không chứa đựng trong đó không chỉ là một hai điểm, người đừng nghĩ có thể học được nó ngay tích tắc. Diệp Quân gật đầu, chủ yếu là ta muốn xem thử có thể kết hợp thời không đặc biệt của cuốn sách này và trong tháp không thôi. Tiểu tháp nói, ta khuyên ngươi đừng nghiên cứu thứ này. Diệp Quân khó hiểu, tại sao? Tiểu tháp nói, ngươi là kiếm tu, nên nghiên cứu về kiếm, nếu kiếm của ngươi có thể đến cực hạn thì có thể đột phá được tất cả các pháp trên thế giới, còn thời gian gì này cứ để nhất niệm nghiên cứu là được. Diệp Quân im lặng một lúc, bật cười, đúng thật là thế. Dứt lời, hắn cất sách thời gian vào. Trong quá trình tu luyện này, hắn sẽ gặp phải nhiều loại công pháp đặc biệt và pháp thần thông, tất cả đều rất mạnh, cũng sẽ khiến hắn động lòng nhưng như tháp gia đã nói, hắn là kiếm tu, nếu có thể tu luyện kiếm đến cực hạn, một nhát kiếm có thể phá hủy tất cả các pháp tắc trên thế gian thì cần gì phải nghiên cứu những thứ khác. Tham thì thâm. Tiểu tháp nói, tiếp theo ngươi định thế nào? Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó nói, đến nền văn minh quy giả, mẹ ta có thể vẫn còn ở đó. Tiểu tháp nói, có thể. Nhưng mấy người đón ngươi đó? Diệp Quân trầm giọng nói, không vội. Trương Nam và 12 thị vệ vẫn còn ở trong trận pháp dịch chuyển thời không, Trương Nam dẫn đầu hơi nhắm mắt lại, vẻ mặt bình tĩnh. Lúc này, một thị vệ bên cạnh cô ta trầm giọng nói, Trương cô nương, đại thống lĩnh bảo ta đến đón thiếu niên đó, chúng ta lại vứt hắn ở đó, để sau khi về, đại thống lĩnh có thể sẽ... Trương Nam quay đầu nhìn thị vệ đó, ba cường giả cảnh giới chân bất hủ, người đánh lại họ à? Thị vệ đó ngậm miệng. Nếu là một cường giả chân bất hủ, có lẽ họ hợp sức lại vẫn có thể miễn cưỡng chống lại, nhưng có đến ba vị chân bất hủ, bọn họ căn bản không có khả năng chống cự. Nếu ép buộc phải hộ tống thì có khả năng sẽ chết luôn tại đó. Thị vệ vẫn hơi lo lắng, thiếu niên đó là người mà Phản Diêm La Thiên Tôn mời. Trương Nam quay đầu nhìn thị vệ, ngươi có muốn sống không? Thị vệ vội cúi đầu xuống, không dám nói gì. Trương Nam lạnh nhạt nói, người đằng sau thiếu niên đó không chỉ tiêu diệt tộc Đại Vu, mà còn giết cường giả nền văn minh phệ giả, ta tin Phản Diêm La Thiên Tôn nhất định không biết chuyện này. Nếu biết, ông ấy sẽ không mời thiếu niên đó đến nền văn minh quy giả chúng ta, thiếu niên đó là một tai họa, lúc này dẫn hắn đến nền văn minh quy giả chẳng khác nào đưa tai họa về. Ta tin Phản Diêm La Thiên Tôn sẽ không mong chúng ta dẫn một tai họa như vậy về nền văn minh quy giả. Nguyên nhân chính cô ta bỏ lại Diệp Quân không phải là ba cường giả chân bất hủ đó, mà là Diệp Quân và người đằng sau hắn đã giết cường giả nền văn minh phệ giả. Nền văn minh phệ giả đã phái đi ba cường giả cảnh giới chân bất hủ đến có nghĩa là đối phương sẽ không tha cho hắn. Nếu lúc này họ dẫn Diệp Quân về, chắc chắn sẽ khiến Phản Diêm La Thiên Tôn khó xử.
thậm chí khiến hai nền văn minh thù địch với nhau. Cô ta không cho rằng Phạn Diêm La Thiên Tôn sẽ đối đầu với nền văn minh vệ giả vì một người của nền văn minh cấp thấp, vì nó không đáng. Thế nên cô ta quyết định tự mình làm chủ. Nghe Trương Nam giải thích như thế, thị vệ không nói thêm gì nữa. Trong tinh cầu tĩnh mịch, trong tiểu tháp, Diệp Quân ngồi trên một tảng đá, xung quanh hắn toát ra ý chí kiếm đạo cực mạnh. Kể từ trận chiến với các vì sao lần trước, ý chí kiếm đạo của hắn đã được cải thiện rất nhiều. Trong số những người hắn quen biết, ý chí kiếm đạo hiện giờ của hắn chỉ đứng sau Tịnh Sơ và Phục Võ. Bởi vì bây giờ thân xác của hắn là do kiếm ý ngưng tụ hình thành nên chỉ cần kiếm ý mạnh lên, cơ thể của hắn sẽ trở nên mạnh hơn. Hắn vẫn nhớ rõ những lời Trương Nam từng nói với hắn, nếu thần hồn của hắn cũng có thể đạt đến bất hủ thì hắn mới có thể bước vào cảnh giới chân bất hủ. Nói cách khác bây giờ thần hồn của hắn vẫn hơi yếu. Diệp Quân lấy vài tinh thể tạo hóa ra nuốt xuống, vì tinh thể tạo hóa là do linh hồn tinh thuần tạo ra, ăn nó sẽ có lợi cho linh hồn. Ngoài tinh thể tạo hóa, hắn còn bảo tiểu hồn thăng cấp thần hồn giúp hắn. Trong kiếm tiểu hồn cũng chứa vô số sức mạnh linh hồn. Cứ thế trong khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Quân cứ liên tục sử dụng tinh thể tạo hóa, hắn tu luyện thần hồn rất đơn giản, chỉ cần tinh thể tạo hóa thì sẽ hấp thụ. Thiếu cái gì thì bổ sung cái đấy. Sau khi liên tục hấp thụ tinh thể tạo hóa, cộng thêm được tiểu hồn giúp, thần hồn của Diệp Quân dần thay đổi. Cứ thế vài năm trôi qua, khoảng thời gian này hắn đã hấp thụ hàng vạn tinh thể tạo hóa, lúc này thần hồn của hắn đã thay ra đổi thịt, mạnh hơn trước gấp đôi. Nhưng hắn không định dừng lại mà chuẩn bị tiếp tục hấp thụ tinh thể tạo hóa. Nhưng ngay lúc này có chuyện xảy ra. Diệp Quân đang ngồi khoanh chân dưới đất đột nhiên ngẩng đầu lên, ngay sau đó hắn rời khỏi tiểu tháp. Vừa rời khỏi tiểu tháp, một luồng khí tức đáng sợ bỗng từ trên trời rơi xuống, Diệp Quân híp mắt, biến thành kiếm quang phóng thẳng lên trời. Ầm. Cả tinh cầu tĩnh lặng bỗng biến thành tro tàn, nhưng lúc này một tia kiếm quang đã lao lên bầu trời. Trong tinh không, Diệp Quân cầm kiếm đứng đó, có ba người đàn ông đồ đen đứng cách hắn mấy trăm trượng. Uy lực của ba luồng khí tức đáng sợ không ngừng cuồn cuộn nghiền ép về phía hắn, nhưng khi đến gần Diệp Quân đang quan sát, ba luồng khí tức mạnh mẽ đó đã bị ý chí kiếm đạo của hắn chống lại. Ba người đồ đen nhìn Diệp Quân, không nói lời nào, người dẫn đầu biến mất khỏi đó. Vèo. Diệp Quân híp mắt, hóa thành kiếm quang biến mất. Nhất kiếm quyết sinh tử. Không phải là kiếm Thanh Huyên. Vừa xuất nhát kiếm này, khí tức ý chí kiếm đạo của Diệp Quân lại tăng lên. Ầm. Một tiếng nổ chói tai bỗng vang lên từ trong tinh không vũ trụ này, chỉ trong tích tắc tinh hà xung quanh biến thành tro bụi, Diệp Quân liên tục lùi về sau. Trong lúc đó, hai người đồ đen cách đó không xa định ra tay nhưng lại bị người dẫn đầu giơ tay ngăn lại. Ông ta nhìn chằm chằm Diệp Quân, sau đó bỗng biến mất như một bóng ma, hàng vạn tàn ảnh lao về phía Diệp Quân từ mọi hướng như kinh lôi. Diệp Quân nhìn thấy cảnh tượng này, đồng tử bỗng co rụt lại, trong mắt hiện lên vẻ hung tàn, hắn vung kiếm trong tay một cách thô bạo, thoáng chốc vô số kiếm quang lao ra, dày đặc hệt như vũ bão. Ngay lập tức, từng tiếng nổ dày đặc vang lên, vô số kiếm khí và tàn ảnh không ngừng vỡ vụn, toàn bộ vũ trụ tinh hà đều hỗn loạn. Cứ thế kéo dài cả 15 phút, kiếm khí và tàn ảnh dần biến mất, lúc này Diệp Quân đã lùi lại phía sau cả vạn trượng. Bị kiếm khí dày đặc vây quanh, khóe miệng Diệp Quân đã xuất hiện vệt đỏ từ lúc nào, nhưng trong mắt lại tràn đầy ý chí chiến đấu. Vì hắn không dùng kiếm Thanh Huyên. Cho dù dùng ý kiếm, hắn cũng có thể đánh một trận với một cường giả chân bất hủ, mặc dù bị đối phương áp chế nhưng chẳng sao cả. Diệp Quân bật cười, sau đó biến thành kiếm quang xông thẳng đến chỗ người đồ đen dẫn đầu. Ý chí kiếm đạo đáng sợ cuồn cuộn lao ra như sấm sét. Người đồ đen dẫn đầu đó cũng biến mất khỏi đó, xông thẳng về phía Diệp Quân. Chấm chấm chấm. Nền văn minh quy giả. Sau khi Trương Nam dẫn đám thị vệ về đến nền văn minh quy giả, họ đến một gian đại điện, trong đại điện có một bức tượng uy vũ, chính là tượng của Phạn Diêm La Thiên Tôn. Trương Nam dẫn đám thị vệ đó quỳ xuống, Trương Nam cung kính nói, chào Thiên Tôn. Lúc này bức tượng đó bỗng động đậy. Ngay sau đó một hư tượng xuất hiện trước mặt mọi người, chính là Phạn Diêm La Thiên Tôn. Phạn Diêm La Thiên Tôn nhìn Trương Nam,
Diệp công tử ở đâu? Trương Nam do dự, sau đó nói, thưa Thiên Tôn, thuộc hạ không đưa hắn về, vì người này chính là một tai họa. Nghe Trương Nam nói thế, Phạn Diêm La Thiên Tôn sửng sốt, đang định nói gì thì Trương Nam nói tiếp, người này và người đứng sau hắn đã giết cường giả của tộc Đại Vu và nền văn minh vệ giả. Nền văn minh vệ giả đã đang đuổi giết hắn, do đó để ngăn hai nền văn minh xảy ra mâu thuẫn, thuộc hạ đã tự mình vứt hắn lại rồi. Nghe thế, bức tượng Phạn Diêm La Thiên Tôn bỗng vang lên tiếng rắc, rồi nứt ra. Cảnh pho tượng nứt ra làm nhóm Trương Nam sửng sốt. Chuyện gì thế này? Phạm Diêm La Thiên Tử lạnh lùng hỏi, người bỏ hắn lại. Trương Nam do dự khi nhận ra có gì đó không đúng, nhưng đến nước này rồi chỉ có thể nhắm mắt gật đầu, phải, vì hắn là đại họa, nếu mang đến. Quỳnh! Khí tức khổng lồ giáng xuống khiến hai gối cô ta nhũn ra. Trương Nam rơi vào hoang mang. Phạm Diêm La Thiên Tử nhìn xuống với ánh mắt rét buốt, nếu Diệp công tử có mệnh hệ gì, ta tru di thập tộc ngươi. Rồi thoát cái đã biến mất. Để lại Trương Nam và đám thị vệ nhìn nhau với đầu óc trống rỗng. Chấm chấm chấm. Ba cường giả mang vẻ mặt nặng nề đứng trước một phế tích trong bí cảnh xa xưa nọ. Một trong số đó là Phạm Diêm La Thiên Tử. Ông lão râu tóc bạc trắng trong nhóm bật cười, hơn mấy trăm triệu năm cũng không làm gì được cấm chế. Nào ngờ tần cô nương kia vừa xuất hiện đã dễ dàng phá hủy nó, đúng là không ngờ tới. Phạm Diêm La Thiên Tử và một ông lão mặc áo gai khác cũng mỉm cười. Bỗng Phạm Diêm La Thiên Tử nhíu mày. Hai người kia nhìn sang, người tóc trắng hỏi, sao vậy? Chỉ thấy Phạm Diêm La Thiên Tử biến sắc rồi thoát cái xoay người rời đi. Hai người kia ngạc nhiên. Ông lão áo gai vội hỏi theo, Phạm Diêm La Thiên Tử. Cấm chế đã giải rồi, ông còn định đi đâu? Phạm Diêm La Thiên Tử nói, đi cứu người. Ông lão áo gai nhíu mày, ai mà lại quan trọng hơn di tích của đa nguyên đạo đế? Phạm Diêm La Thiên Tử chỉ đáp, tổ tông ta. Rồi thoát cái biến mất. Tổ tông. Để lại hai ông lão bốn mắt nhìn nhau, người này mà còn có tổ tông à? Chấm chấm chấm. Trong tinh không. Diệp Quân vẫn đang chiến đấu với người áo đen, hắn không dùng kiếm thanh huyên nên vẫn ở thế hạ phong, nhưng càng đánh càng mạnh. Ý chí kiếm đạo cũng không ngừng tiến bộ trong quá trình đánh nhau. Người áo đen thấy vậy thì nhíu mày. Ông ta chợt phát hiện kiếm tu trẻ tuổi này rất là lì, tuy ông ta vẫn luôn áp đảo nhưng chẳng cách nào giết được. Đã vậy còn càng đánh càng mạnh. Không thể kéo dài nữa. Ông ta dừng lại nhưng không tiếp tục tấn công mà lại vung tay lên. Thấy tín hiệu này, hai người áo đen khác ở gần đó lập tức biến mất. Cả ba người áo đen đồng thời tấn công. Thấy đối phương dở trò hội đồng, Diệp Quân nheo mắt, sáng ý dâng lên. Ý kiếm trong tay biến thành kiếm thanh huyền, ba loại huyết mạch được khởi động. Hắn vung kiếm chém. U u. Tiếng kiếm minh chấn động vũ trụ. Ba người áo đen thấy hắn đổi kiếm thì hốt hoảng thối lui nhưng cũng đã bị đường kiếm bắt kịp. Gã đi trước nhất bị chém đứt bàn tay phải. Ba người kia dừng lại với vẻ hoảng sợ. Diệp Quân thừa thắng xông lên, đánh về phía ba người. Người áo đen dẫn đầu nhắc nhở, coi chừng thanh kiếm. Bọn họ lao tới, thả ra khí thế hùng hậu ngưng tụ lại thành một. Ba người hóa thành ba tia sáng bay ra. Quỳnh! Hàng loạt đợt sóng xung kích nổ ra, kiếm khí và ánh sáng đen nổ tung khiến vũ trụ tan tành. Ba người áo đen dừng lại, nhìn Diệp Quân với vẻ nghiêm túc. Hắn bị đẩy đi mấy vạn trượng, khóe miệng nhỏ máu nhưng rất phấn khích. Huyết mạch phong ma đã khởi động, hắn càng lúc càng điên. Chiến ý ngùn ngụt. Hắn liếm vết máu bên môi rồi nhe răng cười, hóa thành kiếm quang vọt về phía đối thủ. Sát niệm dâng lên, không chết không ngừng. Huyết mạch phong ma thật ra còn đáng sợ hơn cả kiếm ý của hắn, vì một khi khởi động nó thì hắn sẽ có 10 phần thần tính. Tuy chưa thể dùng nhân tính áp chế nhưng nhiều đó đã khiến hắn mạnh lên rất nhiều. Thấy đối thủ bị thương mà còn chủ động ra tay, ba người áo đen nhíu mày, hóa thành ba cột sáng biến mất. Cột sáng và Diệp Quân va vào nhau. Diệp Quân tuy có huyết mạch phong ma nhưng cũng không đánh lại ba người, bị đẩy lui. Đối thủ đồng loạt lao tới. Quỳnh! Kiếm quang vỡ tan, Diệp Quân bị đánh bay,
vừa dừng lại đã lại vọt tới. Ba người áo đen nhíu mày. Sao tên này khởi động huyết mạch xong lại như bị điên vậy? Đánh thế là muốn chết à? Nhưng họ không dám xem thường hắn và thanh kiếm có thể khiến bản thể họ bị thương. Một hồi sau, nhận ra chiến lực của Diệp Quân không ngừng tăng lên, sắc mặt ba người càng khó coi. Sức mạnh huyết mạch hoặc thần thông của kẻ khác thì càng dùng càng yếu, tên này lại ngược lại. Quỳnh! Kiếm quang màu máu phát nổ, Diệp Quân bị đánh bay, khi chuẩn bị lao tới nữa thì thời không gần đó vỡ đôi, một thanh trường mâu phóng ra. Đồng tử hắn rụt lại, chỉ có thể vung kiếm đỡ thanh mâu quá nhanh ấy. Choeng! Kiếm thanh huyền run lên bần bật, thanh mâu nứt toác, bản thân Diệp Quân thì bị văng đi mấy vạn trượng. Tiểu tháp phát cáu, bà mẹ nó bọn hèn hạ, đã hội đồng mà còn đánh lén. Diệp Quân cảm thấy máu dâng lên trong cổ họng rồi trào ra. Hắn lau vết máu đi, hỏi tháp gia muốn ra tay không? Tiểu tháp im lặng, nói ta tin ngươi chịu được. Diệp Quân! Hắn ngẩng đầu lên, thấy từ trong thời không bị nứt, một người đàn ông trung niên mặc giáp đen sáng loáng bước ra. Hắn đã biết ba người áo đen kia kém xa quân hầu. Nhưng cũng là vì cảnh giới chân bất hủ cũng chia ra mạnh yếu. Mà người đàn ông này thì mạnh hơn quân hầu nhiều, bởi vì một chiêu vừa rồi của ông ta đã khiến nội tạng hắn vỡ nát. Ba người áo đen kia thấy người đàn ông xuất hiện thì cung kính thi lễ. Ông ta liếc mắt nhìn Diệp Quân một cái rất bất ngờ biến mất. Thời không như bị sóng đánh dâng lên mấy vạn trượng. Đồng tử Diệp Quân rụt lại, vội nâng kiếm thanh huyền lên đỡ trước mặt, thả ý chí kiếm đạo ra. Quỳnh! Hắn bị đánh bay đi mấy vạn trượng, thân thể do kiếm ý tạo thành cũng rạn nứt. Diệp Quân chỉ cảm thấy đau đớn kinh khủng. Người đàn ông nói, kiếm tu áo trắng chống lưng cho người đâu, sao không gọi ra? Diệp Quân lau vết máu bên miệng đi, hóa thành kiếm quang lao tới chém vào người đàn ông. Ông ta chỉ lãnh đạm nhấc tay, thanh mâu đã lao tới như sấm sét. Quỳnh! Diệp Quân lại bị đánh bay. Người đàn ông thì nhíu mày khi phát hiện mâu của mình đã bị nứt. Người áo đen đứng cạnh đó thì thầm, chữ tôn, thanh kiếm của hắn rất bất thường, tuyệt đối không thuộc về văn minh cấp 5. Chữ tôn chỉ nói, dám giết người của văn minh vệ giả, nợ máu trả bằng máu, không chừa một ai. Người áo đen im lặng gật đầu. Chữ tôn bước tới trước, khí thế vô hình cuồn cuộn ập tới như sấm sét. Diệp Quân không hề sợ hãi. Sức mạnh huyết mạch và ý chí kiếm đạo tuôn ra như thủy triều, cản lấy khí thế kia. Hai bên vừa va chạm đã khiến tinh vực trong vòng mấy triệu trượng run rẩy. Chử Tôn siết chặt trường mâu, bỗng cảm nhận được khí thế lạ xuất hiện. Ông ta nhíu mày. Phạm Diêm La Thiên Tử bất ngờ xuất hiện, thấy Diệp Quân không sao thì thở phào nhẹ nhõm, bây giờ mới thấy yên tâm. Chử Tôn, Phạm Diêm La Thiên Tử, người có ý gì? Phạm Diêm La Thiên Tử chỉ nói, chữ tôn, về nói cho chủ của ngươi, Diệp Công Tử là bạn của văn minh quy giả chúng ta. Chữ tôn nheo mắt, văn minh vệ giả chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, ngươi cũng dám đứng ra bảo kê. Phạm Diêm La Thiên Tử vung tay lên. Đồng tử chữ tôn rụt lại. Chát! Nhưng chưa kịp phản ứng thì đã bị tát vỡ thân thể, chỉ còn lại linh hồn. Phạm Diêm La Thiên Tử khinh bỉ, ngươi là cái gì mà đòi chất vấn ta? Chử Tôn chỉ lãnh đạm nhìn lại, ngươi muốn ỷ lớn hiếp nhỏ, chúng ta đương nhiên không ngăn được. Nhưng ta nói trước, văn minh vệ giả chắc chắn sẽ giết tên đó, ngươi có bản lĩnh thì giết cả bốn chúng ta thử. Ba người áo đen kia đồng loạt đứng dậy. Phạm Diêm La Thiên Tử chỉ đáp, ta lặp lại lần nữa, văn minh quy giả sẽ bảo vệ Diệp Công Tử. Rồi ông ta bước sang bên. Cậu ấy đứng ngay đây, người đụng vào thử xem. Đụng vào thử xem. Lời này của Phạm Diêm La Thiên Tử khiến sắc mặt Chử Tôn tối đi trông thấy. Ông ta không nghĩ rằng Phạm Diêm La Thiên Tử sẽ ra sức bảo vệ thanh niên này đến vậy. Ba người áo đen kia cũng bất ngờ. Phạm Diêm La Thiên Tử lại vì kẻ này mà sẵn sàng đối đầu với văn minh vệ giả. Có gì đó bất thường ở đây. Bọn họ liếc nhìn nhau rồi nhìn người có quyền quyết định cuối cùng Chử Tôn. Phạm Diêm La Thiên Tử bình tĩnh nhìn Chử Tôn, che giấu sát ý bên dưới. Chiến tranh giữa hai nền văn minh là một vấn đề to lớn,
nhưng nếu vì cậu Diệp thì đáng giá. Ông ta đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nào ngờ Trừ Tôn sau một hồi im lặng chỉ nhìn bọn họ một lần rồi xoay người đi. Đợi bên kia khuất dạng rồi, Phạm Diêm La Thiên Tử mới cười nói, chúng ta đi thôi cậu Diệp. Diệp Quân, là ta liên lụy tiền bối. Phạm Diêm La Thiên Tử lắc đầu, sao lại nói vậy? Cậu đến tìm làm ta vui còn không hết, đi thôi. Sau đó dẫn Diệp Quân biến mất cùng. Văn Minh Quy Giả. Diệp Quân và Phạm Diêm La Thiên Tử có mặt tại một vùng tinh không. Diệp Quân vừa thấy nơi này thì ngẩn ra. Đây chính là nơi hắn tiếp nhận truyền thừa của Thiên Hành Chủ. Phạm Diêm La Thiên Tử thấy vậy thì hỏi, tiểu hữu đã từng đến đây? Diệp Quân gật đầu, nhìn vào không trung đen nhánh, ta đã chiến đấu với quần tinh để nhận truyền thừa của Văn Minh Thiên Hành ở đây. Phạm Diêm La Thiên Tử mỉm cười, ra là thế. Diệp Quân hỏi, bên kia là vũ trụ đa nguyên sao tiền bối? Phạm Diêm La Thiên Tử gật đầu, phải. Diệp Quân tò mò hỏi, đã từng có người văn minh cấp dưới đi qua chưa? Phạm Diêm La Thiên Tử suy nghĩ một hồi, trừ mấy người như cô cậu ra, ta nghĩ chỉ có một người rưỡi có khả năng đó. Một là loạn cổ đại đế năm xưa từng tu luyện cấm thư thời gian, rất mạnh. Nửa còn lại là thủy tổ văn minh thiên hành, cũng rất mạnh, nếu chúng ta không ngăn cản có lẽ đã vượt qua bên kia, nhưng vẫn kém hơn loạn cổ đại đế một chút. Diệp Quân gật đầu, ta hiểu rồi. Bỗng một loạt sao băng xuất hiện ở xa xa. Phạm Diêm La Thiên Tử ấn tay xuống, làm chúng biến mất không còn tăm hơi. Ông ta cười nói, chúng ta đi thôi. Diệp Quân gật đầu. Hai người nhanh chóng biến mất. Chấm chấm chấm. Tại một vùng tinh không sâu hun hút nọ, có một tòa tháp sừng sững đến vạn trượng, tỏa ra khí đen lượn lè. Nó là phệ tháp. Bỗng có một vài người xuất hiện trước nó. Chính là nhóm Trừ Tôn. Khi bốn người này đến gần tòa tháp, họ bị một kiếm sĩ chặn lại. Kiếm sĩ này mặc áo trắng, lưng đeo hộp kiếm, ánh mắt như đầm nước tĩnh lặng. Trừ Tôn chắp tay, bạch tướng, thuộc hạ cầu kiến kỳ chủ. Kiếm sĩ lắc đầu. Trừ Tôn nhíu mày nhưng không nói gì thêm mà chỉ lui sang một bên chờ đợi. Một hồi lâu sau, kiếm sĩ mới đưa tay lên làm động tác. Trừ Tôn vội thi lễ rồi đi vào tháp. Ông ta nhanh chóng đi lên tầng cao nhất, thấy một cô gái đang ngồi dựa vào cửa sổ. Cô ta mặc váy đen, tóc dài xõa tung như suối mực, trong tay cầm một quyển sách cổ. Ngoài song cửa là vũ trụ vô ngần. Trừ Tôn cung kính hành lễ, tham kiến kỳ chủ. Cô gái gật đầu, nói đi. Trừ Tôn, tên Phạm Diêm La Thiên Tử. Ông ta trình bày mọi chuyện một cách ngắn gọn. Cô gái nghe xong thì chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Trừ Tôn trần trừ, kỳ chủ, chuyện này. Cô gái đặt quyển sách xuống. Khi ánh mắt cô ta lia qua, Trừ Tôn vội vã cúi mặt, không dám nhìn thẳng. Cô gái cất giọng nhẹ nhàng, Trừ Tôn, ngươi nói xem vì sao Phạm Diêm La Thiên Tử lại muốn bảo vệ người kia, đến nỗi sẵn sàng đối đầu với chúng ta. Trừ Tôn do dự lắc đầu, thuộc hạ cũng không rõ. Cô gái mỉm cười, người đã bị phẫn nộ lấn át lý trí nên không thể nhìn việc này một cách khách quan. Sở dĩ Phạm Diêm La Thiên Tử làm vậy đơn giản là vì lợi ích, có thể là tiền tài, nhân mạch hoặc bối cảnh. Trừ Tôn nhíu mày, lợi ích về nhân mạch và bối cảnh. Cô gái cười, phải lớn đến mấy mới khiến Phạm Diêm La Thiên Tử không tiếc trở thành kẻ thù với văn minh vệ giả chúng ta. Sắc mặt Trừ Tôn thay đổi. Cô gái ôn hòa nói, chúng ta có mâu thuẫn với kiếm tu kia, nhưng xét đến cùng cũng chỉ là việc nhỏ, không ảnh hưởng đến lợi ích trung tâm. Đã vậy thì việc gì phải đuổi tận giết tuyệt? Trừ Tôn hạ giọng, kỳ chủ nói không sai, chỉ là... chúng ta đã mất đi mấy chiến sĩ. Cô gái, người đang nói đến thể diện. Trừ Tôn gật đầu, phải. Cô gái cười, nếu người chống lưng cho hắn đến từ văn minh cấp 7 thì ngươi có còn nghĩ đến nó nữa không? Trừ Tôn sửng sốt. Cô gái, người cảm thấy rất khó tin. Trừ Tôn gật đầu, có lẽ, không có khả năng. Cô gái thản nhiên cười, nhưng nếu đúng vậy thì sao? Sắc mặt Trừ Tôn xa sầm trong im lặng. Cô gái đứng dậy, thong thả nói, ta cũng cho rằng không phải vậy, nhưng lỡ như đó là thật. Người này có thể khiến Phạm Diêm La Thiên Tử đích thân tiếp đón,
chắc chắn không hề đơn giản. Chưa điều tra tường tận mà đã liều chết đến cùng, lỡ như sau lưng hắn là người của văn minh cấp 7, hay là cường giả cao cấp không thuộc về cảnh giới thì thế nào? Chử Tôn khom lưng hành lễ, kỳ chủ suy tính chu toàn, là thuộc hạ lỗ mạng. Cô gái mỉm cười, lần đầu tiên xem thường hắn là sai lầm của chúng ta. Làm sai cũng không cần phải sợ, nhưng sai đi sai lại thì là ngu xuẩn. Ngươi theo ta đến văn minh quy giả một chuyến. Rồi đứng lên đi ra ngoài. Chử Tôn vội lùi sang bên nhường đường. Hai người nhanh chóng biến mất bên trong tòa tháp. Chấm chấm chấm. Văn minh quy giả. Diệp Quân đi theo Phạm Diêm La Thiên Tử đi vào một đại điện. Hắn ngẩn ra khi thấy bên trong có 13 người đang quỳ, ở trước nhất chính là Trương Nam. Cô ta thấy hắn thì biến sắc, run rẩy nói, cậu Diệp. Trương Nam đã nhận ra hành vi tự tiện của mình là ngu xuẩn biết dường nào, cũng như đã đánh giá thấp địa vị của Diệp Quân với Phạm Diêm La Thiên Tử. Diệp Quân nhìn sang, nghe Phạm Diêm La Thiên Tử giải thích, trước đó ta còn ở trong bí cảnh nên đã phái người đi đón cậu, nào ngờ chúng tự ý bỏ mặc cậu lại đó. Cũng may cậu không có mệnh hệ gì, bằng không. Trương Nam vừa định mở miệng xin tha thì ông ta vung tay lên. Xóa sổ cô ta. Sở dĩ để Trương Nam sống đến bây giờ là để ông ta có thể tự tay kết liễu cô ta trước mặt Diệp Quân mà thôi. 12 thị vệ thấy cảnh này thì run lên bần bật. Phạm Diêm La Thiên Tử ra lệnh, lui ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 107.